chị cầm cái sạc iPhone. Về đây. Cầm cho chị cái sạc iPhone. Thế mà đứa nào bảo mẫu đấy không về? Cái này năm mẹ đời năm màu còn cái nguyên trường ấy chưa ai bán, là con nguyên trường cái mẫu đấy còn nguyên chưa bán luôn đấy. Mai giết con nguyên. Hello các chị. Áo thun em mặc có chị ơi, có nhá, đợi em một chút, em chia sẻ bài đã. Bài bán thì có phải có một cái máy để đọc comment chứ máy chủ không nhìn thấy gì luôn á. Còn bao dưới màu đen em không chị ơi, em không nhá. Hello chị Man, áo em mặc là... Để em tìm áo gì đã. Bóng ơi, con đi xuống với nhà đi. Đi ngồi đi chơi, ngồi đi chơi, ngồi im nhá. Ngồi trong kia. Đi về trong kia rồi. Khi chiều nhận được hai áo rồi, ok lắm chị yêu, cảm ơn tình yêu nhá. Quần bò lê á, em không chị ơi, em chỉ có bán à, bò ống lê hình như nó còn sót một ít ý. Đến tìm xem nó ở chỗ nào chị nhá, tại vì nó còn sót ít thôi. Chị Nguyễn Thị Thơm cho em xin lại số điện thoại với. Bắt đầu chưa có chỗ đơn cho em xin lại số nhá. Rồi, bây giờ em lên luôn các chị ơi, áo thun em mặc ạ. Làm cái gì ngoài đấy đâu thế? Hả? Xong rồi. Cuối cốc ra sau thôi. Còn không phải đi ra đi vào đâu. Áo mặc cái nhãn đen. K14 em nhé. Đến mã K14 rồi. Đây, K147 rồi. Áo em mặc là mã K147. Rồi lên luôn các bác nhá. B29 còn chị Hoa đồng tiền, chị lên cho em số điện thoại với. Áo em mặc là KM47. Đấy chứ ạ, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. KM47 và cách số điện thoại cho em. Chị Nàng Út bên trên bị sót đơn khẩu trang, đặt lại hộ em với nhá. Sót đơn khẩu trang đặt lại hộ em với. Áo em mặc là mã KM47. Các chị nhìn này, mã này từ 40 đến 60 cân. Từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng. Các chị nhìn lên đơn hàng cho em nhá. Lên mã lên đơn cho em là KM47. Em tặng các chị 99.000. Ok chưa ạ, 99.000 đồng cho một áo. 99k một cái số điện thoại cho em này, chị lên đơn lại 99.000 đồng một áo các chị này, mã hàng K47 lên mã lên đơn cho em một cách số điện thoại ạ. Chị Ngô Thị Sen ok ạ. Chị 6 á, chị 6 là like nào ạ chị? Mình xem like nào đấy, chị Phương Dung có, chị Trần Hiền ok. Mã này các chị từ 40-60 cân, chất liệu co giãn cho em. Đấy chị này, chất thun tăm các chị nhá, chất thun tăm, chất liệu co giãn cho em. Mã sản phẩm là KM47, đơn chưa hôm nay nhé, em chưa gọi chút xong chị ơi. Đơn chưa nay chưa gọi chút xong, các bác lên lại cho em xin mã hàng số điện thoại để mình chắc chắn hơn nhá. Hôm nay nhận được hàng rồi, chất đẹp, em cảm ơn chị Vũ Thị Hiền. Chị Khờ Nàng Bến Tre rồi ạ, chị Yến Nguyễn ok, chị Trần Khuyên chốt đơn hàng ạ. KM47 các chị em mình lên đơn này, xin cho cổ vuông nhá. Chất đẹp em tặng các chị mình 99.000 một áo. 99k một cách số điện thoại, chị Dương Thùy Trần Khuyên ok. Hai áo hai màu á. Em đã lên hai màu đâu nhỉ? Em mới lên một màu thôi, tại vì là em lên theo từng màu của nó luôn. Đó, cho nó dễ để cho nhân viên đỡ bị nhầm hàng, nhầm màu nhá. Quần em có 4 màu luôn, chị Phạm Duyên ơi. Áo chống nắng còn, chị Nga Lê ơi, còn sót lẻ sai thôi. Chị Cấn Đề Thị có này, chị Hương ok, em chốt đơn. Cho em xin mã hàng với số điện thoại nhá. Các bác vào live stream ạ, cho em xin một lượt chia sẻ với ạ. Mình thả tin giúp em, quần em mặc là quần Q069 đây chị.
Hôm nay về đủ size số rồi. Các bác mình lên đơn thôi, chỉ việc lên đơn thôi. Còn size số thì em sẽ cố gắng bù hàng hết luôn trong ngày nhé chị Âu nhá. Nguyễn Thu Hương có chị Ly Trần ok này. Quần là Q069. Ok chị ạ, quần Q069 và cách số điện thoại các chị chọn cho em nhá. Chọn cho em màu xanh. Q069 màu xanh này. Q069 cho em ạ, màu đen. Q069 ạ, màu gì ạ, màu trắng này. Và Q069 chọn cho em màu nâu các chị nhá. Màu nâu tay màu be ấy, màu be cho em. Chọn màu ạ và chọn size vừa. Áo em mặc là KM47, còn quần là Q069, quần là 119.000. Quần là 119.000 đồng một quần, các chị lên đơn hàng cho em. Lên cho em mã sản phẩm quần là quần chính tắc các bác nhé. Quần chính tắc cho em siêu đẹp luôn, bên dưới nó có xếp ly này. Bên dưới quần là có xếp ly cho em, các chị mặc rất là đẹp luôn. Đó, em tặng mọi người là 119.000 một quần ạ. Quần này nhà em chốt gọi là kinh khủng luôn. Được chưa ạ? Mấy nghìn quần rồi các bác ơi. Q12 là cái gì nhỉ? Q12 còn sót lẻ size thôi chị ơi. Lên mã sản phẩm cho em là áo em mặc là KM47. Em cảm ơn chị Trung Thúy. Quần này là chất đũi vừa đũi lụa chị ơi, quần chất đũi lụa cho em. Nó giống như chất quần Q08, Q93 với lại là Q90 ấy. Đó, nó giống như cái chất quần đấy. Còn đợt này về thì nó chỉ khác nhau cái kiểu chất liệu, nó vẫn như nhau. Chất liệu vẫn như nhau các chị này. Cái màu này em về bù hàng đấy, còn hôm qua cũng gần hết. Để chạm hôm nay để hết sạch. Hôm nay thì vừa mới chiều tối mới về bù hàng ấy. Trần Hiền có này. Quần là Q069, áo là mã K47 các chị nhá, KM47. Chị Ngô Thuận có, chị Trần Hiền ok em chốt đơn hàng. Chị Trần Hiền ơi, nhà em bị sót đơn các chị cố gắng đặt lại của em với nhá. Rồi chị Nguyễn Thị Nhài cho em xin lại số với mã hàng với số điện thoại với. À, em ơi cho chị 4 bình 1 lít giữ nhiệt đúng không? Rồi các chị mang đi làm các bạn thấy đẹp nhớ mua hộ à? Ok chị comment là fix nhiệt nhá chị nhá. Comment của em là fix nhiệt và kèm số điện thoại nhá chị Hướng Dương. Chị Thuận Nguyễn ok chốt đơn quần này. Quần là áo là KM47. Còn quần là Q069, các chị chọn màu cho em. Tiếp theo các chị này, lên cho em một cái mã kẻ nữa đi chị ơi. Kẻ gì đấy? Em lên các chị thêm một mã kẻ nữa nhá. Kẻ này nó sẽ sáng hơn. Ok chị ạ, kẻ này màu nó sẽ sáng hơn. Em lên là KM48. KM47 thôi nhá, ngừng nhận chốt nhá. Các chị cứ lên đơn đi. Được chưa, cố gắng bù hàng. Quy em mặc là Q069, em bao giá các chị ý luôn. Chị Phạm Duyên có đen xanh, chị Loan Hóa ok. Chị Oanh Kim lên cho em xin mã hàng một số điện thoại với. Quần là Q069, còn áo thích nhiệt 4 cái ok chị Hướng Dương. Đây các chị này, chất đẹp lắm luôn mà chất nó mát lắm các chị này. Chất mát nha các chị nhá, dưới 60 cân đổ về em chốt đơn hàng. Dưới 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Tiếp theo mẫu áo là mã KM48. Bà làm gì đấy? Bà đang vẽ tranh. Áo tiếp theo là mã KM48 rồi, kẻ này cũng đẹp rồi các chị này. Kẻ này cũng xinh luôn. Mã này là mã KM48 cho em. Kèm theo số điện thoại chứ là các chị mình chốt đơn chị ơi. Cào em phát. Móng tay nó dài. Mã này là KM48 nha các chị ơi. Áo mấy đó em ơi, 100.000 một cái thôi. Bẹp nhà ơi, chị Nhung Hồng có này, chị Phương Lý này, chị Phương Diễm có đơn các chị ơi nhá. Áo có 100.000 một cái mà đẹp như thế này luôn. Các chị thấy không ạ? Để chặn chất mướt các chị nhắc, đanh chất chắc chất cực kỳ luôn. Chị Oanh Kim có sen trần ok này, chị Phương Lý có. Bên nhà lấy lên luôn số điện thoại chị đi. Áo là mã KM48. KM48. Nhận được quần Q823 đẹp lắm, chị cảm ơn mình nhá. Chị Trà Thu này, chị Vũ Thị Nhàn ok em chốt đơn. Áo là KM48 các chị ơi. KM48 kèm theo số điện thoại là cái kiểu kẻ như em đang mặc đây. Đấy bây giờ kiểu là kẻ thì hơi bị khó phân biệt cho nên em sẽ lên theo từng mã hàng để cho các chị mình dễ nhá. Chị em mình cũng dễ, xong là nhân viên chốt đơn cũng dễ dàng luôn, đỡ nhầm màu. Lên theo mã hàng như này cho nó gọi là ok luôn này. Mã hàng chính là KM48. KM48 chị Phạm Hiền comment lại cho em xin mã túi chị ơi. Chị Nu Trinh có, Nguyễn Thị Nhài ok em chốt đơn hàng ạ. KM48 kèm số điện thoại ạ. Nguyễn Thủy Linh có, chị Hương ok, chị Hồng Phúc có đơn hàng ạ. Rồi lên đơn hàng cho là KM48 nhá. Cách số điện thoại cho em, các chị lên đơn. Mã này là 100.000 một áo. Quần là 120.000. Quần là 120. Các chị mình chọn màu của em rồi. Em mặc là màu be đậm nha chị nhá. Be đậm cho em này. Tông màu thứ hai là tông màu nâu. À tông màu trắng. Tông màu thứ hai cho em sẽ tông màu trắng. Các chị này quần chỉnh tấc mặc siêu đẹp luôn. Cái quần này các chị mặc với áo đi giày thể thao quá đỉnh luôn các chị ơi. Cho em xin lại số điện thoại với mã hàng nhá. Là mã KM48 là áo này. KM48 cho em là áo. Còn quần là mã Q069. Em bao giá các chị mình luôn đi chất này. Ngoài các chị đã mua hơn 200.000 quần đấy, em tặng mọi người luôn 120.000. Mã hàng và kèm theo số điện thoại ạ. Rồi, chất vải nhà Loan mịn mặc vào giấy mát đẹp, cảm ơn em nhé. Em cảm ơn chị Phương Nguyễn Thị ạ.
Chị lên đơn lại rồi, Q069. Bộ sẵn tay ok, chị Phương Thảo nhé, chị Hồ Dung có này, chị Phạm Hoàng, Hoàng Phương ok. Các chị nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em thoải mái. Để chạm mỗi bác vào live stream cho em xin một lượt chia sẻ với. Chị vừa vào cho chị xem lại mẫu quần đây chị này. Quần em cũng vừa mới vào thôi, quần là Q069 nhá các chị nhá. Bên ngoài giá toàn 180-200, hơn 200 nghìn đấy các chị ơi. Em tặng mọi người luôn ạ, 119 nghìn một quần. Để chạm 119 nghìn đồng một quần, các chị lên cho em xin mã hàng và số điện thoại các chị nhá. Để chạm siêu xinh luôn, quần Q069. Áo là mã KM48. Áo có áo mấy đó, áo là 100 nghìn, áo 100 nghìn. Chị Đỗ Khanh lên số điện thoại, chị Vũ Tuyết có, chị Phạm Thúy. Các chị ơi cố gắng nhé, tại vì hôm nay em có về thêm được màu của quần rồi và đủ size số để các chị lên đơn nhanh hộ em với. Không có lầm lúc mình lẻ size chút hơi khó. Ngô Thương Huyền có, chị Nguyễn Hiền có, chị Hòa Cầm ok. Bảo Ngọc có đơn hàng ạ, bộ đùi em đăng á. Bộ đùi em đăng là bộ nào nhỉ? Nhiều mẫu lắm. Áo 100.000 chị ơi, áo 100.000, chị Vũ Thủy rồi ok em chốt đơn. Nguyễn Đinh chưa có số điện thoại. Áo em mặc là KM48. Rồi lên trên một áo mặc đen đi, mặc đen mặc đen. Hôm nay toàn mẫu xinh thôi các chị ơi. Toàn mẫu đẹp thôi. Bây giờ lên các chị áo mặc đen nhé các chị nhá. Mà ngày hôm nay em báo giá các chị đừng ngã ngửa luôn, tại vì các chị đang mua ngoài giá rất là đắt. Đấy, mà hôm nay em ôm được sale. Mã này cũng ôm được giá sale các chị này. Xinh ơi là xinh luôn. Em có đăng bài đấy ạ. Em Loan có đăng bài cho mọi người nhá. Đủ size số luôn, không phải là lẻ size em sale. Các chị nhìn hàng này, quá đựng xuất sắc luôn, 5 màu đúng không? 5 màu cho em mà có 3 size là M, L, XL. Mã sản phẩm là KM49. KM49 và kèm theo số điện thoại cho em là các chị lên đơn hàng. Eo ơi, đính đá này các chị này. Đính đá cực nét luôn và toàn bộ hàng tem mắc đen cho em. Đó, toàn bộ dòng tem mắc đen nhá. Các chị cho em xin mã hàng và số điện thoại nhanh tay cho em mua mã này đi ạ. Mua hoàng nhà Loan không chê được, nói chung là mọi người được quyền kiểm tra hàng, các chị cứ gọi là tận dụng cái quyền lợi của khách hàng luôn, là được góc hàng kiểm tra các chị mình lấy nhá. Để chị ạ, xem chất cho em các chị ơi. Em ơi này. Để chị ạ, mã này chê vào đâu được các chị. Mã mới tinh luôn. Đủ size số, các chị được chọn màu chọn size thoải mái. Chọn màu chọn size thoải mái, form chốt đơn các chị đến 65 cân thì chất này dày dặn hơn nhá. Dày. Em mà đấy chất nó dày này. Với đang chất gã man luôn này. Mà mẫu nhà em không phải mẫu của năm ngoái chị nhá. Tất cả là mẫu mới nhất của năm nay luôn. Các chị nhìn hàng của em này, xinh chưa? Ok chưa? Em thử các chị xem cái màu xanh này trước nhá. Xanh mới có về được nhiều không ta? Xanh mẫu này nó cũng xem xem nhau. Xem xem nhau đúng không? Ok luôn. Các chị ơi, dưới 65 cân, 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Các chị nhìn đầu áo này. Đấy chứ ạ, toàn bộ cốt tông lạnh cho em. Lên mã sản phẩm là KM49. Đó, KM49, quần là mã Q069. Chị ơi, quần là mã Q069, áo là KM49. Nào, chốt nhanh mã này luôn cho em nhá. Đủ size số luôn. Khi mà còn đủ size, các chị đừng cố gắng ạ, săn luôn trên live stream của em luôn này. Em tặng mọi người luôn ạ, giá thị trường trên 300. Xin phép mã này em bán rẻ các chị một hôm nhá. 145 nghìn đồng. Ôi, ai bán được giá này hả mọi người? 145 nghìn một áo, các chị lên đơn hàng ạ. 145 kèm theo màu với số điện thoại. Màu vàng bên ngoài là vàng đậm đẹp các chị nhé. Vàng đậm đẹp này, đỏ, đen, trắng, xanh, vàng. Tất cả em có 5 màu. Và các chị dưới 65 cân đổ với em chốt đơn 40 cân đến 65 cân. Mã hàng là KM49. Chị Huy Hoài cho em xin lại số với chị Tân Tú cho em xin lại số điện thoại này. Đang nào chưa gọi chốt đơn cho em xin lại số điện thoại với. Áo kẻ là KM47 và KM48. Đó, hai mã em lúc nãy em lên nhá. Chị Thanh Tuyền ok em chốt đơn hàng, nhận hàng bốc hàng kiểm tra toàn bộ hàng Quảng Châu. Siêu đẹp như này luôn mà chất nào của nó đá nhá chị nhá. Nó đá ép rất là chắc luôn mà sáng. Đá ép nhiệt rất là chắc và sáng luôn ạ. Các chị lên đơn hàng là KM49. KM49 chọn màu chọn size vừa cho em dưới 65 cân các chị nhá. Chọn màu chọn size vừa dưới 65 cân các chị lên đơn. KM49 cho em. Ok chị Triệu Liên có này, chị Tường Vi có, Hòa Cầm chốt đơn, Hồ Dung ok em chốt đơn. Chọn màu chọn size vừa, các chị mình cứ chọn màu chọn size. Em mặc là màu xanh, bên ngoài của nó màu xanh đậm nhưng các chị nhá, cứ phải xanh lét đâu. Màu xanh lét các chị mặc nó rất là phản da luôn, nhưng mà màu xanh này các chị mặc rất là tôn da, ai cũng mặc được, da trắng da ngăm mặc được hết. Da cắm, da trắng da ngăm mặc được hết cho em. Cho ba màu đỏ đen xanh. Ok chị Hằng Thanh trên số điện thoại với chị gái ơi, chị Thúy Lê có này. KM49 ạ, đủ size MLX. Chị Hiền Bùi có đơn ạ, giá này thì em bao giá cho mọi người luôn. Đỏ vàng. Được chưa? Đen, tại vì mọi người đen. Nếu mà không săn được sale các chị đang mua mức giá rất là cao luôn. Đỏ vàng đen là xanh lờ. Cái gì đấy? Xanh lam. Có thêm một xanh lam à? Xanh lam, xanh lá. Với lại màu trắng là XL chị. Còn đâu đây, là đỏ đen. Kia là size ML. Đỏ đen là size ML. Không sai. Nó cái này em lên cái hàng này em phải báo cho bọn chị báo sai đấy thì nó chưa đủ size đúng không? Ơ.
nó về nó không đủ size cho mình đâu. Thế thì phải báo luôn chứ lại. Trắng xanh lam xanh lá là XL. Thế cứ chị cứ lên đơn nhá. Cứ lên đơn thôi màu thế. Chị lấy màu cơ ấy. Này xanh lam này có thể cả màu xanh lam, xanh lam đủ size không? Xanh lam đến XL. Xanh lam đến XL. Xanh lam có MLX đúng không? Xanh lam MLXL các chị này. Đây chị, đây là màu xanh lam cho em. Màu xanh lam các chị lên đơn hàng nhá. Vàng như nào đây? Vàng ML. Vàng ML à? Trắng xanh lam xanh lá đến XL. Thôi em phát dấu lên mất thôi ý. Báo đủ size mà. Thôi các chị cứ lên đơn nhá. Mình cứ chọn màu chọn size vừa của em. Được chọn màu chọn size vừa thoải mái. Được chưa ạ? Comment cho em xin mã hàng và số điện thoại trắng như nào. Trắng đủ size. Trắng đủ size. Được chưa ạ? Thi thoảng nó có 1-2 mẫu là 1-2 màu là lẻ size thôi nhá. 6 màu cho em. 6 màu. Các chị lên mã lên đơn cho em màu trắng các chị này. Màu trắng mà kèm theo số điện thoại cho em trắng đủ size. Chưa chắc đâu nhá. Nhìn cái người thì em thấy có một cọc trắng thôi sao. Trắng ML. Trắng có mấy cọc. Nó đang chuyển từ trên xuống. Tại vì hàng này mới về còn chưa kịp kiểm vô nên kiểm sai luôn. Đây ạ. Các chị màu trắng này, xinh chưa? Đá đá màu ép nhiệt cho em. Đá màu ép nhiệt các chị lên mã này là K. Cho chị màu đen 63 cân. Chị ơi cho em xin mã hàng và số điện thoại nhé. Dán này là không dài quá, không ngắn quá đâu ạ. Mã là KM49. KM49 kèm cho số điện thoại. Trên 40 cân các chị mặc được rồi. Chị Đặng Huệ cho em xin mã hàng nhé. Đặng Huệ comment mã hàng giúp em. Không có mã hàng, không có số điện thoại, bên em không nhận được đơn ạ. Áo nắng ngắn em còn lẻ size đấy chị ơi. Chị Đặng Huệ, à chị Hương Quê nhá. Nắng ngắn còn lẻ size thôi. Đã nào lấy mã là KM49 ạ. KM49 màu xanh lá các chị này. KM49 tất cả là dòng tem hai mác cho em như này. Toàn bộ hàng Quảng Châu. KM49 cho em tông màu vàng. KM49 màu vàng này, KM49 cho em màu xanh lam. Đó, KM49 cho em tông màu đỏ. KM49 cho em màu đen. Các chị yêu mình chọn màu chọn size vừa cho em nhá. Dưới 65 con em nhận đơn. Dưới 65 con em nhận đơn hàng ạ. Tí lên túi sau được giúp em lên túi nhá chị ơi. Chị Phạm Khánh Hòa có này. Chị Nguyễn Linh ok. Mã sản phẩm là KM49, 149.000 đồng một áo. À 145.000. Chị Liên Phạm lên số điện thoại chị ơi. Đặng Hiền có đơn hàng này. Xinh ơi là xinh luôn. Đấy chứ ạ, mà tất cả là mẫu mới nhất của năm nay chứ không phải là hàng của năm ngoái như thế nào đấy. Các chị nhận hàng, các chị mình cứ bóc hàng kiểm tra và các chị theo dõi like của em suốt thì các chị biết là mẫu mới hay mẫu cũ luôn. Đó các chị nhá, mà bây giờ em còn bán rẻ hơn cả mẫu cũ luôn ý. Đấy chứ ạ, bán rẻ hơn cả hàng mẫu mà mọi năm các chị đang mua. Bởi vì giá này các chị mua ngoại rẻ nhất là 250. Đấy chứ ạ, đang rẻ nhất là mức giá 250-230.000. Các chị lên đơn em tặng mọi người luôn 145.000 một áo. Chị Hồng Phúc lên số điện thoại, chị Trương Thảo có, Liễu Nguyễn Thị có, Hồng Nguyễn ok em chốt đơn, chị Trần Hùng có đơn hàng ạ. Cho em xin mã hàng một số điện thoại luôn nhá. Mã KM49 rồi, truyền mã em ơi. Bông hoa này có 4 màu. Bông hoa có 4 màu luôn, đủ size nhá. Em để các chị xem bông hoa này luôn này. Đây màu đỏ bông hoa này không? Hay màu vàng bông hoa nhỉ? Lên vàng bông hoa này luôn nhá. Tiếp theo mã KM50 đi. KM50 và kèm theo số điện thoại ạ. Là các chị mình chốt đơn mỗi ngày luôn cho em này. Đấy chứ ạ. Toàn bộ của nó là áo hãng nhá các chị nhá. Từ cái túi của nó luôn này. Từ túi của nó size số luôn. Cho đến giấy chống ẩm luôn các chị yêu nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn. Rồi tiếp theo mã KM50 cho chị màu xanh lam nhé, chị chưa có màu đấy. Ok chị Đặng Huệ cho em cứ lên mã hàng với số điện thoại nhá. Đặt hàng chưa qua và tối qua chị phải gọi chốt đơn nè. Chị ơi cho em xin lại mã hàng số điện thoại chị Nguyễn Bình với chị Lê Việt có này. Thúy Vũ Thu Vũ Thúy ok em chốt đơn nào. Tiếp theo mã này các chị comment là mã KM50. KM50 và lên số điện thoại cho em, các chị mình lên đơn nhá. Có 4 màu ạ, KM50 có 4 màu. Giá này rẻ quá luôn ấy. Thực sự luôn các chị này. Các chị nhìn hàng này. Toàn bộ hàng cao cấp các chị được mua giá gọi là rẻ nhất quả đất luôn. Mã này các chị lên là KM50 nhưng số lượng sẽ có hạn đấy siêu nhá. Tại vì hàng này em ôm sale ý, nó sẽ không có số lượng nhiều. Đó, bây giờ người ta chuẩn bị sale hết hàng hè để chuyển sang hàng áo sọc là mã KM47 và KM48 em bẹp nhàn nhá. Còn mã này là KM50. Các chị ơi hình bông hoa cho em KM50 chọn màu vàng này, KM50 màu đỏ này. KM50 cho em màu trắng và KM50 màu đen đủ size MLX. Mã đủ size MLXL 145.000 đồng cho các chị ngày hôm nay. Ok chưa ạ? 145.000 đồng cho các chị yêu mình ngày hôm nay. Các chị lên cho em tin mã hàng và số điện thoại cho các chị mình chốt đơn nhá. Xinh ơi là xinh luôn. Để chị ạ, nhìn qua cho em những cái dòng tem đen mọi người đã mua, các mọi người biết đấy. Chất có đẹp mà.
chất của là hồng cốt tông lạnh, nó không bị phai màu, không bị cắn chỉ đâu, cả giặt chất nó càng lì luôn, chất mắt rượi luôn các bác nhá. KM50 cho em với chị Nguyễn Tuyến, ok em chốt đơn hàng. Bác nào có đơn rồi các chị comment của em sẽ dồn đơn, còn chị nào chưa có đơn comment của em số điện thoại nhá. Đây mã KM50 cho em, KM50 của em mặc là Q069, áo trắng Gucci là mã KM49 chị ơi. Con mẹ bảo này, ok chưa ạ? Loan mặc quần size M chị ơi, em mặc quần size M. Em tất cả đều em mặc quần size M, từ quần Q1 cho đến quần Q4 này, cho đến bây giờ là quần Q069, tất cả em đều mặc size M hết. Em hiện tại em đang 53 cân, cao 1m58. Em mặc size M các bác nhá. Đây áo cũng mặc size M, quần cũng size M luôn. Các chị ơi chọn màu em với KM50. KM50 dưới 65 cân các chị ơi, nó đẹp như thế này. Các chị lấy đi. Mã này các chị bây giờ đặt theo nhóm cũng đẹp nhá các chị ơi nhá, đặt nhóm cũng đẹp này. Để chạm chất xinh ơi là xinh luôn, dưới 65 cân. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ hàng Quảng Châu, chất về nhận hàng chất xấu giải là em nhá. Bốc hàng kiểm tra trước giúp em. Nhận hàng bốc hàng kiểm tra trước giúp em ạ, KM50 kèm theo số điện thoại. Các chị ơi chọn màu đen này, đen trắng xanh à, đen trắng vàng đỏ các chị nhá, 4 màu. Đen trắng vàng đỏ mã sản phẩm là KM50, chị Đậu Thị Hà ok lên số điện thoại giúp em với chị ơi. Nhớ để lại mã hàng cho em. Không có mã hàng bên em không lên được đơn. Bây giờ lên màu đỏ thử này các chị này. Chất này về dày dặn và đanh lắm luôn các chị ơi, em khẳng định luôn ạ. Nhận hàng các chị cứ so sánh cái chất lần trước nhá. Để chị cứ so sánh thoải mái cho em. Chất được cầm nó xuống nó mịn như này mà. Đây, bác nào thích màu đỏ các chị lên đơn hàng này. Đó, KM50 quần là Q069, quần có 120 thôi mà chất nó đẹp lắm. Áo cũng thế. Đấy, nó cũng tầm hơn 100.000 thôi nhưng mà các chị cứ về các sự thử xem chất. Đây quần dáng em mặc là quần 9 tấc chị ơi. Quần là kiểu quần 9 tấc cho em. Nó trên mắt cá chân đấy chị nhá. Quần trên mắt cá chân. Được chưa? Áo là cũng là dáng crop top nhưng dáng vừa cho em. Chị ơi, bà bảo là đi nước pha. Con ra ngoài kia chơi đi. Rồi các chị ơi, áo là KM50. Áo là KM50, 65 cân mặc XL cho em. 65 cân mặc size XL cho em. Các chị này chọn màu nhá, trắng này. Ok chị ạ, màu trắng này các chị ơi, hình hoa cho em, trắng, vàng, đỏ và đen. Trắng, vàng, đỏ, đen, áo chị mặc 145.000 em ơi, 145.000. Em bao giá cho tất cả mọi người luôn, ai bán được giá này các chị đúng không? Tại vì giá bên ngoài người ta không có dưới 200.000 đâu, không có dưới 200.000 mẫu mới của năm nay luôn. Đấy, bây giờ em loan tặng các chị lốt là 145.000 đồng, các chị lên đơn hàng, tại vì em thi thoảng em mới ôm được sale của mã này nhá. Thi thoảng mới ôm được sale đấy. Các chị có thể là kiểm tra chất lượng cho em, nhận hàng kiểm tra trước nhá. Trang Hoàng, Nguyễn Duyên, Diễm Thảo, Hoa Hồng chốt đơn. Áo em mặc là mã KM50, chọn màu chọn size vừa là 145.000 đồng. Chất đẹp như thế này. Eo ô các chị ơi, đá này, đá màu ép cho em này. Đi chọn đá màu ép nhiệt cho em. Xinh ơi là xinh luôn, mã KM50 nhá. Mình chọn màu em. Rồi tiếp theo đi. Tiếp theo cho em một mã chữ M này. Lên cho các chị toàn bộ mới nhá. À tí nữa không có phủ em cũng giảm giá nốt cho mọi người nhá. Nào tiếp theo lên con chữ M này luôn nhá. KM51 hôm nay đây toàn siêu phẩm. Được chưa? Ngày nào cũng có siêu phẩm mới cho các bác luôn. Mã này tiếp theo là KM51. KM51 là chữ M cho em. Mã sản phẩm là KM51 và kèm với số điện thoại. Rồi ok sẽ lên nhanh tua mẫu nhanh nhá các chị nhá. Tại vì rất là nhiều mẫu mới về. Rất nhiều mẫu mới về cho em, hai cái không bị ship tại vì nhà em bán không bán cao cho các chị đâu cho nên em sẽ không bị ship nhá, các chị thông cảm giúp em rồi. Khách em có mua 10 cái cũng vẫn phí ship 30.000 nên các chị cố gắng lại dồn đơn mấy sản phẩm để mình đỡ tiền ship đi thôi. Chứ còn nếu mà để mà nhà em bán giá bị ship thì chắc chắn là không có dưới 200.000 đâu chị ơi. Thế tính như thế là lời hay là lỗ hả chị? Được chưa? Lời hay là các chị được lời hay em được lời? Đấy, kể cả em bán 200.000 cái áo này các chị mua một cái cũng bị ship. Nhưng mà em không thích thế, em thích bán các chị bán rẻ thôi, bán rẻ thôi. Các chị nhá. Tiếp theo ạ, quần em mặc là Q069, quần em mặc có đen chị, có đen, trắng, xanh, nâu các chị nhá, đen, trắng, xanh, nâu, 4 màu quần. Còn áo tiếp theo đây các chị này. Chị Hồ Lý Tâm nhá, quần em có 4 màu, còn áo em mẫu này hôm nay về được 6 màu luôn. Về được 6 màu đủ size MLXL. Đủ size là MLXL các chị lên đơn hàng. Mã tiếp theo cho em là mã KM51. Nơi đứng ấy cho chị đi này. Ok, nó ngồi đấy chị ấy rồi. Mã tiếp theo là mã KM51 và cách số điện thoại cho em. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho là các chị chốt đơn. Mã này em có đủ size dưới 65 cân nhé, KM51 này. KM20 em còn chị. Lấy màu đen màu trắng em còn hàng nhé. Còn đây là mã KM51 giúp em. Chị Hoàng Loan này còn KM20 đấy.
Chị Hà Trần chốt đơn hàng, anh Vân có đơn hàng ạ. Có quần legging không em? Có chị ơi, có cả quần bây giờ em đã về quần legging mà lót nỉ rồi đấy, lót nỉ em cũng có hàng rồi. Đây các chị chọn chọn màu cho em nhá. Đấy chị ạ, KM51 chọn màu đen này. KM51 chọn cho em màu xanh lam. KM51 chọn cho em tông màu đỏ. KM51 chọn cho em tông màu xanh lá. Trời ơi, toàn màu đẹp thôi. Dưới 65 cân em chốt. Ok chị ạ, dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn cho là KM51 và cách số điện thoại cho em. Em ơi, giá đẹp luôn cho mọi người luôn này các chị này. Màu vàng này. KM51 cho em tông màu xanh lá các chị nhá. Và KM51 cho em tông màu đỏ. Tất cả em có là 3, 6, 7 màu luôn này. 3, 6, 6 màu đúng không? Có 6 màu. Có 6 màu các bác nhá. Chọn màu chọn size vừa hộ em với. Mã hàng là KM51. Chị Hồ Thị Tâm cho em xin lại số đi. Để em báo bưu tá giao lại hàng nhá. À, chị Hoàng Thị Hường chốt đơn hàng màu đen này, KM51 chị ơi, chị Hoàng Thị Nhà, à Nguyễn Thị Nhà có đơn hàng. Mã KM51 cho em các chị ơi, 145.000 đồng. Được chưa? Ai chơi được giá này hả các chị? Em loan bán giá số lượng cho mọi người luôn, các chị được mua rẻ hơn cả giá sỉ đấy. Thì các chị được mua rẻ hơn giá buôn mọi người đang nhập luôn đấy. Đấy, bảo sao mà em bán được rẻ thế, các chị ơi em mua em ôm được lô các chị nhá, em ôm được lô. Thì mọi người được mua giá tốt luôn, mã này em tặng mọi người là 145.000 đồng. Được chưa? Bao giá toàn thị trường luôn. Hồi trưa B12 xanh lá, chị Đinh Yến cho em xin lại số đi chị ơi. Mã này là mã KM51 cho em. Kèm số điện thoại cho là các chị lên đơn. Ôi các chị này. Đính đá này, đẹp chưa? Được chưa? Cho em xin mã hàng các bác nha. Cho em xin mã hàng và số điện thoại cho là các chị lên đơn. Mã sản phẩm là KM51. Không đẹp em Văn không lấy tiền luôn, nhận hàng bóc hàng kiểm tra với cái giá tiền này em khẳng định luôn ạ. Các chị nhận hàng các chị sẽ ưng. Được chưa? Sở chất nó cứ mướt tay luôn ý. Sở chất mướt tay luôn. Lên mã cho là KM51 nha các chị nha. Gì đây? Đây. Có bộ lanh không á? Bộ lanh có chị ơi. Còn bộ lanh nhưng mà không biết hôm nay khách có bốc lô hết không? Còn tí thì hình như hôm nay khách có xỉ ô hết rồi sao ấy? 50.000. Đúng không? Hôm nay Linh nó chốt đơn xỉ hết rồi. À đây, còn thi thoảng nó còn chốt 1-2 bộ treo mẫu. Đây các chị ơi, KM51 cho em ạ. Các chị chọn cho em màu này là tông màu xanh lá nha, xanh lá đậm cho em đấy. Xanh lá đậm, quần là mã Q069. Quần là Q069. Chị Thúy Trương ok chốt KM51 hai cái màu đen màu xanh lá này, chị Nguyễn Xuyên 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 ok chốt đơn. Quần Q069 là 120.000. Phan Thị Tình có Nguyễn Hương ok em lên đơn. Các chị ơi đủ 6 màu luôn đấy, đủ 6 màu luôn. Chị Hoa Chu có Trần Hạnh có Phương Mai Lê Tuyết Trần ok chốt đơn hàng ạ. Đây các chị này, chọn lại màu em nhá. KM51 chọn màu trắng này. KM51 màu đen này. KM51 cho em tông màu xanh lam. Đấy chị ạ, màu xanh lam cho em này. KM51 cho em tông màu đỏ này. KM51 cho em ạ, tông màu vàng. Và dạ, KM51 cho em màu xanh lá. Chọn màu chọn size vừa dưới 65 cân các chiêu nhá. 40 cân đến 65 cân. Những cái giá này các chị em mình mặc dễ lắm. Đấy, giá mặc dễ. Tại vì là thứ nhất này, chị nào mà béo bụng nhá, không bị lộ bụng. Form dáng vừa, cao thấp mặc được hết. Form dáng vừa cao thấp mặc được hết cho em các chị lên đơn hàng trên là mã KM51 ạ. Mặc quần sóc đẹp mà các chị mặc với lại quần chín tóc này cũng đẹp này. Đấy chứ, chuẩn mã sản phẩm và kèm các số điện thoại trên là các chị lên đơn nhá. Đâu cái mẫu phong của cổ đâu? Hôm nay tặng các chị một mẫu phong của cổ này cũng xinh này. Đấy chứ, tặng các chị một mã phong của cổ này cũng xinh luôn. Trước khi lên phong cổ em lên các chị một mã này. Mẫu kẻ nhá các chị nhá. Tiếp theo các chị em lên mẫu kẻ cổ vuông đã. Rồi KM51 mình chọn lại màu cho em nhá. Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng. Được chưa? Xanh lam, xanh lá. Đấy, tất cả em có 6 màu luôn. Các chị chọn lại màu của em này. Vàng này là vàng đậm nhé, không phải vàng chóe đâu. Được chưa? Không phải vàng chanh đâu mọi người. Rất là tôn da luôn, nhất là chị nào mà da ngăm, da đen ấy. Các chị mặc nó bật tông da luôn. Nó không như các màu màu sáng, màu vàng sáng khác nha các chị nhá. Nó không bị kén màu da. Được chưa? Da trắng thì các chị mặc màu nào cũng hợp. Nhưng mà đối với lại da nâu hay da đen ấy, các chị chọn cho em tông màu này. Được chưa? Siêu tôn da luôn. Đấy các chị nhá, chọn màu chọn size vừa em với. Xem lại quần đang mặc ok chị luôn này. Quần em mặc em bán nhiều lắm luôn, bác nào nhận được quần này nha em chưa? Đấy chị ạ, quần em tặng mọi người là 119.000. 119 chất liệu co giãn cho em. Siêu sướng luôn, quần của em là quần chất đũi lụa các chị không nhá. Quần chất đũi lụa, quần áo là mã KM51. Rồi các chị đổi màu thoải mái. Đây lên thử màu vàng đây. Chị Phương Lê cho em xin lại số điện thoại nhá. Chị Nguyễn Thị Đông có, chị Phạm Yến ok. Em thuyên thử màu vàng luôn, chị xấu khác có Phạm Thị Tình ok chốt đơn hàng. Cũng là mã mới về mà giá đẹp mọi người cứ chốt ầm ầm luôn. Mã này em còn chưa báo xỉ luôn đấy các chị ạ. À. Em còn chưa báo khách xỉ luôn tại vì mọi người chắc chắn là mọi người đang chốt giá rất là cao.
tình trạng mọi người mà không săn được sale, các chị mua giá ngoài rất là cao luôn. Các chị ơi, màu vàng đấy chị ạ, màu vàng trên line bị sáng hơn bên ngoài một tông màu nhá, bên ngoài sẽ đậm hơn một tông, bên ngoài đậm hơn một tông màu. Mình chọn cho em màu ạ, KM51 145.000 chị ơi. Quần có 4 màu chị gái ơi, quần có 4 màu đây. Em đưa lại cả màu. Chị ạ, quần có 4 màu luôn, trắng này. Chị ạ, quần có trắng, chị ạ, có đen, có xanh và có nâu tây. Em đang mặc trắng xanh, trắng xanh đen nâu tây, chọn màu chọn size cho em dưới 60 cân nhá. Quần dưới 60 cân, 42 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. Quần là Q069 các chị ơi, quần này rất là dễ mặc luôn. Mẫu em tâm đắc nhất luôn đấy các chị ạ. Tại vì cái form này thứ nhất này, bên dưới của nó sẽ có hơi xích ly cho em. Đấy, kiểu cách các chị nhá, không phải bo gấu hẳn đâu, nó sẽ có hơi xếp ly cho em một chút. Kiểu cách rất là đẹp luôn, quần dạng chín tấc cho em trên mắt cá chân nhá các chị nhá. Trên mắt cá chân cho em ạ, mình chọn cho em màu với size vừa. Đấy chị ạ, có 4 tông màu luôn. Chị Vân Hằng Lương có đơn ạ. À, hãy hit cho em, cho chị xin lại mã hàng em ơi. Phương Lê có ạ. Nhuận Nguyễn Thị có, Ngọc Ánh ok. Lên mã sản phẩm cho em là áo là KM51, quần là Q069, quần là 120, áo là 145.000. Chị Nguyễn Sinh chưa có số điện thoại, áo chưa có mã hàng chị ơi. Quần ống suông ống bo, hơi bo thôi, không phải là bo gấu hẳn mà kiểu là xếp ly cho em ấy. Các chị thấy em mặc không ạ? Không phải là bo gấu hẳn mà cũng không phải là quần ống suông đâu. Đấy, nó sẽ có một xếp ly ở quần đấy, các chị nhìn thấy không? Đây ạ, cho các chị xem này. Đấy, không hẳn bo gấu đâu, quần mặc lên dáng đẹp lắm. Em còn không đăng hình cái mẫu này lên ấy các chị ạ. Không đăng hình mà em bán mấy nghìn quần rồi. Cứ về ngày nào cũng phải về bù hàng. Ngày nào cũng phải về bù hàng luôn ấy. Em thề luôn, chiều nay em qua shop chị đóng cửa. Em ơi, chị bán ở trong kho mà, không có thời gian bán lẻ luôn ấy. Thề, em đang ở nhà, không mai ra nhà chị đi à, mai ra nhà chị nhá, em ở Hà Giang phải không? Mai qua chị, em ở trong Hồng Thái đúng không? Quang Thái đúng không? Mai qua nhà chị đi, điện thoại ngày mai, sáng ngày mai nhắn tin cho chị ra đón. Chị bán ở kho cơ, bây giờ không có thời gian bán lẻ luôn ấy. Không có người bán lẻ. Bạn người cứ, mọi người cứ chốt ở trên live, xong là mọi người qua kho nhà em lấy nhá. À, quần Q069 màu nâu, K149 màu trắng ok chị luôn. Có em ra em thử thoải mái luôn. Đấy. Tiếp theo cho em mã này là KM52 nhá các chị nhá. KM52 cũng là tiếp theo một con kẻ nữa này. Mã kẻ là KM52. Ok, mai em qua. Hình như cái hạnh này nó chưa biết kho nhà mình đâu. À, ít khi nó về. Chị chỉ có lúc nào mà xả hàng chị mới xả lẻ thôi. Lúc nào xả hàng thì mới ở cửa hàng bán lẻ thôi. Chứ đa số mọi người theo dõi live, mọi người qua kho thì em lấy. Móng tay thì đẹp mà hơi vướng. À, không cài được cúc áo luôn. Này, áo em cài. KM51 là 145.000 chị. Để cho cái áo mà dáng hồng mắc đen là hôm nay em tặng mọi người 145.000 là cái tốt nhá. Tiếp theo mã này là KM52 cho em đúng không? KM52 99.000. Mã này chốt được các chị dưới 60 cân, 40 cân đến 60 cân đổ về em lên đơn. Từ 40 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn hàng nhá. Mã hàng là KM52. Kèm ra số điện thoại ạ. KM52 cho em dưới 60 cân lên đơn. Mã này cổ vuông, kẻ cổ vuông cho em chất thun tăm. Quần có co giãn mà chị. Đây này. Quần co giãn cho em mặc sướng lắm luôn ý. Với cái giá 120.000 một quần này thì em bao giá cho mọi người. Đấy, tại vì em bán hàng trên live thì em chỉ bán giá số lượng thôi. Em bán lấy số lượng nhiều ấy, cho nên là mọi người không phải sợ bị đắt đâu. Thề luôn, kể cả các chị cộng ship cũng không bằng giá ngoại trường người ta bán được. Thứ nhất là em đặt được số lượng nhiều, thứ hai là bán cho mọi người là chốt được giá số lượng ở trên live stream. Em bán ăn số lượng đầu đơn thôi. Đấy, cho nên là em cộng rất là thấp luôn nha các chị nhá, chứ không cộng cao như giá bán lẻ. Đấy, các chị lên đơn hàng ạ, áo em mặc là KM52. KM52 một cách số điện thoại cho em 100.000 một áo. Cứ quên 100 mấy. Áo này có 100 thôi. Mà chất đẹp lắm, mọi người mua áo này nhà em nhiều, các chị biết đấy. Xinh ơi là xinh luôn. Áo không có cổ em có chị. Bây giờ em chốt sale các chị một mã hàng này nhá. Nhưng mà cái mã này hôm nay chắc cũng không về được nhiều. Đâu nhỉ, có không có cổ đâu. Đây bây giờ lên các chị một mã không có cổ này. Nhưng mà các bác mình nhanh tay nhá. Ok chị ạ, tại vì giá ngoại trường bây giờ rẻ nhất đang là 220 này. Cái mã này này. Ok chị ạ, rẻ nhất là 220. À, chị Hằng với áo kẻ em mặc là 100.000, là mã KM52 chị nhá. Áo em mặc là KM52, các chị lên đơn đi. Mã này hôm nay cũng về được ít thôi, tại vì là khi mà mình vượt được sale số lượng bây giờ nó không còn nhiều như là khi mà mình hàng mới về.
Đấy, mới về thì giá cao ngất ngưởng luôn. Chị Hà đã có là Nguyễn Hường, ok chị Nguyễn Huyền đấy, bảo sao là mọi người mua được nhà em là rẻ, nếu mọi người mua giá thị trường nó một gấp đôi là vì lý do như thế, tại vì em chuyên ôm sale mà. Áo em mặc có một màu này thôi chị nhá, em sẽ lên theo từng bảng màu một, tại vì áo kẻ này có rất là nhiều màu kẻ, nó kiểu na ná như nhau ấy. Em đã phân mẫu ra rồi thì bây giờ mình cứ chốt theo mã hàng giúp em, cứ chốt theo mã hàng nhá. Áo em mặc là KM52 ạ, KM52, quần là Q069, quần là Q069 ạ, đen, nâu, trắng và xanh. Tiếp theo các chị lên mã sản phẩm cho em là không có cổ đấy ạ, mã hàng là KM53. Chắc mọi người đã quá quen thuộc với cái mã áo không có cổ hàng mắc đen nhà em rồi đúng không? Từ cái phông cổ tròn đến phông có cổ nhà em luôn. Các bác nhìn hàng này. Thứ nhất ạ, đấy chạm chuẩn hãng cho em nhá. Đấy chạm chuẩn hãng cho em từ túi của nó luôn này, cho đến dạ giấy chống ẩm. Bên trong các chị bỏ con áo ra nó phẳng lì, đấy chạm khô cong luôn. Đấy, thơm phúc các chị nhá. Mã này ạ, các chị lên hàng cho em là KM53. Các chị nghe giá đừng giật mình ngày hôm nay nhá. KM52 chị 60 cân vừa, chị ơi 60 cân vừa nhá. Em chốt dưới 60 cân đổ về. Các chị ơi, vào luôn mà nhanh mã này luôn. Ok chị ạ, luôn mà nhanh mã này luôn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân. Chị xem hộ em mấy màu? 5 màu đúng không? 5 màu. 5 màu. 5 màu đủ size số là MLX. Đâu cái chất lần này nó đanh dã man luôn ý. Mà đanh màu đẹp nhá các chị nhá. Đây ạ. Thực sự luôn. Đỉnh màu chó. Màu xanh năm nay nó đẹp. Đấy chứ ạ, năm nay màu xanh đẹp dã man luôn ạ. Không phải là cái màu xanh như năm ngoái các chị nhá. Màu xanh như năm ngoái là cái màu của nó là hơi bị sáng. Còn màu xanh năm nay nó đậm nữa các chị này. Xanh năm nay đậm cho em cái là thêu các chị này. Đấy chứ ạ, cái là may vào cho em chứ không phải là in logo, in hay dán mà nhá. Tiếp theo cho em ạ, cái logo này cũng là in, à theo cho em, theo cho em ạ. Mã hàng là KM53. Chọn màu chọn size ạ, chọn màu chọn size vừa. Giá chốt tặng mọi người trên live stream ạ, 155.000 đồng một áo. Rẻ quá nhở, không có cổ 155.000 đúng không? Em không câu view, câu like đâu, em đăng bài là em có hàng. Và em chốt được giá này, em làm được, em nói được, em làm được. Đấy chứ, em luôn nói được, em luôn làm được. Mã này các chị comment là KM53, các chị nhá, chọn cho em màu trắng này. Ok chị ạ, chọn KM53 cho em màu trắng đúng dòng trong túi này luôn ạ, ngoại trừ không có dưới 200. Em tặng mọi người 155.000. Đấy chị ạ, màu đỏ này, KM53 cho em màu vàng. Đó, KM53 chọn cho em màu đen, KM53 chọn cho em màu xanh lá. Chị em mình chọn màu, chọn size vừa, 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Từ 40 cân đến 65, mã sản phẩm là KM53, bác nào nhanh tay thì có đủ size nhá. Chị Loan võ fan cứng này, với lại người theo dõi mức quan trọng thì em mới bảo là các chị ơi, đợt này Facebook nó ẩn số điện thoại khách hàng ấy. Chị là khách quen của nhà em đấy. Mà tại sao chị lại nói thế? Có bán hàng cho không để em biết, khỏi mất công coi like mà không được. Mệt ghê nhở. Em có bán cho chị. Đợt này Facebook nó các chị biết không? Comment không nhìn thấy. Đấy chưa? Ẩn số điện thoại khách hàng này. Đấy chưa? Chặn comment khách hàng này. Chứ không phải bên do bên nhà em chị nhá. Mình cố gắng mình để lại số điện thoại, với lại mình gọi điện trực tiếp cho nhân viên của em với nhá. Đấy chứ, tại vì cái thời điểm này Facebook nó làm rất là gắt luôn ý. Chứ không phải là em bán hàng mà mọi người mua mà em kêu em chảnh em không bán đâu. Thế thì em ở nhà em ôm con cho nó lành. Đấy, có phải lên like gào rác cả cổ ấy, mong bán hạt hàng đâu các chị. Đấy, mọi người, nhiều người còn muốn bán hàng không được. Đấy chứ ạ, mà em có lộc với các chị, em có lộc như thế này. Đấy chứ, mọi người muốn mua hàng của nhà em mà thực ra là nó bị ẩn số điện thoại đấy, không phải do nhà em đâu. Mọi người cố gắng hộ em với nhá. Mình không đặt được, mình gọi thẳng cho nhân viên giúp em với. Gọi xuống các cái số mà cuộc gọi đến, nhận cuộc gọi đến ý, là mọi người chốt được đơn luôn. Cứ nhớ mã hàng cho em là mình chốt đơn hàng. Rồi, bây giờ lên luôn nhá chị Loan Võ nhá. Đấy chứ ạ, mã này lên cho em là mã KM53. KM53 chọn màu, chọn size vừa cho em. Chốt đơn các bác nhà mình đến 65 cân. Ôi, chiếu điều hòa giặt bằng máy mà em có bao giờ giặt bằng tay đâu. Thực ra nó là cái ga điều hòa. Giặt máy vô tư luôn. Em toàn giặt máy thôi chứ có bao giờ cái ga để em giặt bằng tay bao giờ đâu chị. Nó có như cái chiếu mành với lại là chiếu trúc đâu mà mình giặt bằng tay. Đấy chứ, cứ dò máy giặt thoải mái chị ơi. Chị Yên Dũng nhá, chị Tô Thị Cảnh Minh này, chị Nguyễn Thu đặt lại giúp em này, chị Vang Hoàng, ok, chị Nguyễn Lan có đơn này. Mã sản phẩm là KM53, chọn màu chọn size hộ em với 155.000. 155.000 đồng. Thực ra là em mất tiền thuê nhân viên chốt đơn này. Được chưa ạ? Mất tiền nhập hàng này, rồi là còn mất công gọi là live stream này, rồi là nhiều chi phí lắm. Cho nên là một đơn hàng em cũng rất là quý luôn, trừ khi là nó Facebook nó ẩn số điện thoại khách hàng không làm thế nào được.
nhưng các chị cũng hết sức thông cảm tại cái thời gian này, cái thời gian này là rất là khó khăn luôn. Tại vì là bây giờ nó ra rất là nhiều cái nền tảng mới, cho nên là Facebook nó đang bị bóc tương tác các chị nhá. À, chị Nguyễn Hiền ok em lên đơn này rồi ạ. Em đặt 5 lần mới được cái chiếu khổ. Ôi. Nhân viên nào chị Như Khanh cho em số điện thoại của bạn nhân viên đấy nhá. À, có gì chị gọi ở số hotline để cho em số điện thoại. Bạn nhân viên nào mà có thái độ như thế nào với khách hàng ấy thì các chị phản ánh luôn vào số hotline giúp em với. À, lên cái lốp top đi. Ok ok. Chị Đặng Phòng chốt đơn hàng, chị Nguyễn Hàng ok em lên đơn ạ. Mã sản phẩm là KM53 các chị nhá. KM53. Chị gì nhỉ? Chị vừa bảo là nhân viên mà chốt đơn mà thái độ gắt gỏng ấy, cho em xin cái số điện thoại của bạn đấy hộ em với nhá. Thí Hương có Nguyễn Hiền, có Nguyễn Bình, có Đặng Phòng ok. Đây ạ, mình chọn màu chọn size vừa nhá các chị ơi, màu vàng, vàng bên ngoài là vàng đậm nhá. Xanh cũng là xanh đậm cho em, các chị bảng màu năm nay này. Khuê chưa? Để chọn logo theo cho em nhá. Logo theo này. Cho em xin mã hàng, số điện thoại là KM53. Thế nhưng hôm nay có về thêm một mã không cổ nữa. Có hai mã chưa? Hai mã rồi. Mã biển to. Ok ok. Đâu 155.000 đồng áo này. Đố các bác nhập được giá này luôn ý, nữa là bán lẻ. Được chưa? Các chị không nhập được giá này nữa là giá bán lẻ luôn. Chị Nguyễn Bình có Kim Anh Huỳnh ok em chốt đơn. Lên quần đi chị ạ. À. Quần đây. À, hôm nay về được quần thổ đúng không? Quần thổ để chỗ nào ấy nhỉ? Đợi em tí em lên quần bò thổ, hôm nay cũng về hàng nhá. Đây, các áo chốt màu vàng các bác lên đơn này. Giờ form đẹp này, không ngắn quá, không dài quá. Đây là em không sơ vi nhá các chị nhá. Sơ vi lên cũng rất là đẹp luôn. Đấy chứ ạ, lên đơn hàng trên là mã KM53. Chọn màu chọn size vừa dưới 65 cân, từ 40 cân đến 65 cân ạ. Huyền ơi, Huyền lấy một cái máy áp số Zalo xỉ này luôn này. Đó, 0369 004 631 và Zalo xỉ luôn 004 631. Bạn lấy xỉ. Ok Châu Anh nhá. Chị Thùy Trang ơi, chị Thùy Trang cho em xin số điện thoại của cái bạn nhân viên đấy với. Được chưa? Comment luôn cái số điện thoại chốt đơn của nhân viên của em với. Tại vì là em muốn bán hàng mà. Em là người mất tiền bỏ ra thuê nhân viên chốt đơn, chứ không có lý do gì mà nhân viên lại không muốn bán hàng cho khách cả. Không bán hàng cho khách làm sao em có tiền lương để giả lương cho nhân viên. Được chưa? Làm sao có tiền giả nhân viên. Đấy, cho nên là các chị ạ, à, em thiết tha muốn bán hàng lắm luôn đấy chị ơi. Chứ còn em nhiều tiền thì em không lên live. Lên live em gào thét như thế này để mong bán được hàng 3 tiếng đi. Đấy, mỗi lần lên live mất 3 tiếng đồng hồ các chị ơi, nói liên tục như này. Mọi người còn đang nói, em trêu em mà nói hơn cả giáo viên đúng không? Nói hơn cả cô giáo. Tại vì là cứ nói không ngừng nghỉ một chút nào luôn. Giáo viên nhiều khi nói còn có lúc mà dừng. Đấy chứ ạ, nhưng mà em nói liên tục 3 tiếng đồng hồ không ngớt một chút nào luôn ấy. Vừa thay đồ này, đấy chứ ạ, vừa nghĩ xem giá tiền hôm nay nhập bao nhiêu bán bao nhiêu này. Lại còn vừa, được chưa? Nói để cho mọi người mua hàng, chứ không phải dơ lên một phát các chị mua đâu, đúng không? Có phải dơ lên một phát các chị mua luôn đâu, phải giới thiệu chất này, được chưa? Mã này sai số như nào, đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều vấn đề luôn. Áo đang mặc bây giờ em tặng mọi người là 155.000, là mã KM53 các chị nhá. KM53 cho em. Các chị chọn màu vàng này, được chưa? Chọn màu vàng, màu đỏ này. Đó, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu trắng và tông màu đen. Vàng, đỏ, xanh, trắng, đen. Lên mã sản phẩm là KM53 và kèm theo số điện thoại. Quần đang mặc là mã Q069 chị. Bây giờ nhỡ phát bán lỗ cái là thôi, coi như cả lô đấy không có lãi. Là phải cân đối luôn. Và là bây giờ bán làm thế nào để bán được hết hàng, chứ bán ế thì cũng không có tiền luôn người giả nhân viên. Đấy, cũng gọi là hơi bị áp lực luôn. Các chị thông cảm nhá các chị nhá. Dung Lê Kim có Q721 thì mình còn hàng không nhỉ? Chị Hoàng Ánh Tuyết ok, cảm ơn Dung Lê Kim nhá. KM53 các chị lấy đi. Mã này được tải về chất đanh và dày lắm. Chất đanh dày dặn luôn mà chất nó mát nhá. Không phải dày và dày nóng đâu. Không phải chất dày mà nóng đâu ạ. Các chị chọn màu trắng luôn này. Logo tức là theo hết cho em nhá các chị nhá, không phải in vào đâu. Mã sản phẩm là KM53. KM53 chọn màu chọn size vừa. Thị Bảy Nguyễn có này. Chị Kinh Điển ok em chốt đơn hàng. Trời ơi Kinh Điển. Chị Dậu Lê có đơn nhá. Em đang nói chốt màu trắng lên đơn cho em. iPhone bây giờ không nhìn được comment đâu, chỉ có Android thôi. Đây thì đã lên các chị một mã crop top nữa, xong lại chèn không có cổ luôn các chị nhá. Xong rồi tí em lên áo đá sau, nhiều mã lắm, nhiều mẫu lắm. Đấy, làm thế nào để cuối vụ là hết hàng, không còn một cái gì luôn.
Chị Phương Nguyễn Thị cho em xin lại số nhá. Quần em đang mặc là mã KM, à quần quần em mặc là mã Q069. Quần em mặc là Q069. Trời ơi cái bà này bà lôi cái quần ấy đâu ấy. Đây. Màu vàng màu đỏ chị Nguyễn Tươi cho em xin số điện thoại với. Chị Trần Yến có, chị Lan Bùi có, chị Hồ Kiệm ok này. Liễu Nguyễn Q069 màu xanh. Các chị lên mã này cho em là mã Q069 nhé. Cho em các chị chọn màu nhé, dưới 60 cân. Q069 40 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã này bán em bán đắt hàng nhất tại cái thời điểm bây giờ. Đấy, mấy ngày hôm nay cứ phải về bù cái mã quần này này các chị này. Về bù liên tục luôn ý. Đó, các chị chọn cho em màu trắng nha các chị nhá. Q069 màu trắng. Q069 cho em màu xanh. Q069 cho em màu đen. Và Q069 cho em màu nâu. Là em đang mặc đây ạ. Mã này em có đủ size là SMLXL. Quần là SMLXL, bình giữ nhiệt loại 1 lít em còn. Chị Nguyễn Thị Vân có này. Chị Liễu Nguyễn có, chị Khánh Dung ok em chốt đơn. Chị Anh Phùng ok em chốt đơn hàng. Nguyễn Thị Vân có màu vàng, màu đen, màu nâu là quần nhá. Còn K53 màu vàng ok chốt đơn hàng. Chị ơi đủ màu luôn. Tất cả em có 5 màu nhá. Đỏ, đen, trắng, xanh, vàng, đủ 5 tông màu luôn và đủ size số cho các bác ạ. Đủ size số các chị mình luôn, toàn bộ dòng kem mác đen và hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Bây giờ lên các chị một mã Club Pop luôn nhá, cổ tròn. Cũng là dòng mác đen, cũng hàng cũng cả hãng này luôn. Các chị nhìn này, siêu xinh luôn, đơn giản hình tim tim cho em nhá. Hình tim tim các chị nhìn màu này, phê chưa? Bây giờ là cái mã này hôm nay về đủ sao không nhỉ? Mã K54 cho em. Tiếp theo em chuyển mã nhé các chị nhá. Có cổ là KM53. Tiếp theo em lên mã KM54. Các chị nhìn màu này. Đấy chứ ạ, bao phê luôn. KM54 cũng là hàng mắc đen. Đấy chứ ạ, cũng dòng tem đen cho em. Mã sản phẩm là KM54 và kèm phối loại ạ. Gì? Bộ này. Sao? Đây. Các chị ơi màu này hồng đất này. Xinh ơi là xinh luôn. Cái hình này là theo hết các chị nhá. Hình là hình theo hết cho em. Mã sản phẩm là KM54 đủ size MLXL. Đủ size MLXL các chị 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Rồi mình chọn màu em này, KM54 màu đen này, KM54 cho em màu đỏ này, KM54 cho em tông màu vàng, KM54 màu xanh lá và KM54 cho em tông màu trắng. Chọn màu chọn size vừa. Lên mã, lên đơn kèm theo số điện thoại ấy, là mã KM54 giúp em. Chị Lan Lê ơi, KM53 là không có cổ là 155.000 chị nhá. Anh Trần có, Loan Võ chốt đơn, Vân Lương có, ok em chốt đơn hàng. Mã là KM54. Nào ạ, tặng luôn mọi người 145.000 đồng luôn. Nhanh tay các bác nhá, đủ size MLXL đấy ạ. Đủ size là MLXL, mã hàng là KM54 kèm theo số điện thoại. Chị Thị Huyền Phạm ok này, chị Hạnh Tân ok. À, chị may cỏ hoa rồi ok chốt đơn ạ. KM54 các bác nhá. Rồi cho màu nào. Đây ạ, màu xinh chưa. Lên mã lên đơn là KM54 các bác nhá. Chọn màu chọn size vừa, em có MLXL đủ size. MLXL đủ size này, viền đẹp chưa. Dã man này. Toàn siêu phẩm hôm nay được các chị mua giá rẻ. Được chưa ạ, toàn siêu phẩm các bác mình hôm nay được mua giá rẻ luôn các chị ơi. Chất này. Được chưa ạ, mắt lạnh luôn các chị nhá. Chất mắt lạnh luôn. Lên đơn hàng sẽ là KM54. Các chị ơi chọn màu trắng này. Xinh nhỏ. Vàng đậm này. Đấy, cái tông màu, cái bảng màu của nó, cái nền màu của nó cũng đẹp đấy các chị nhá. Đấy chứ ạ, chọn màu chọn size của em. Móc lên Huyến. KM54 cho em 145.000 cho các chị luôn. 145 mà kèm số điện thoại. Áo có cổ là 155, còn cổ tròn là 145 cho em. Cổ màu khác đẹp. Còn ga điều hòa không? Bây giờ đa số là còn 1m8, 1m6 thì còn 4-5 bộ em hết. Mấy 6 hình như còn sót mấy bộ thôi các chị ơi. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã KM54 các chị nhắc, chọn màu chọn size vừa này. Mã này là 145.000, 145 kèm theo số điện thoại ạ. Xinh nhỉ. Ôi phối màu này, rẻ nhá. Nhẽ ra con này hàng mới về em phải bán giá cao hơn đấy, nhưng mà thôi ạ, em bảo rồi vượt được giá này thì mọi người được gọi là cùng thơm lây. Được chưa ạ? Được giá rẻ em vượt được rẻ em bán cho mọi người rất là rẻ luôn. Được chưa? Tùy từng thời điểm các chị nhá, tùy thời điểm. Chân váy CV50 còn em ơi, thế thì mai ra thử luôn một thể đi. Hạnh hít nhá, chị Mến Hoàng có này. Cảm ơn chị Thọ Nguyễn, chị Nguyễn Hường ok em chốt đơn. Mã là KM54 cho em, dưới 65 cân em chốt đơn hàng nhá. Dưới 65 cân. Bác nào lấy mã nào các chị lên đơn hàng cho em với. Bác nào chốt đen lên đen cho em này. Chị, cái tim này tin theo chứ chị nhá. Tin theo cho em rất là xinh luôn.
Comment cho em mã sản phẩm và kèm số điện thoại cho các chị chốt đơn ạ. 145.000 một áo. 145 lên đơn hàng cho em. Bác nào chốt đen lên đen luôn cho em nhá. Đẹp nhỉ? Có vì nó còn cái mã cổ đấy như nào nhỉ? Còn cái mã ra nhỉ? Không. Lên đúc đầu. Đây màu đen này. Form vừa đẹp luôn. Được chưa? Con này sẽ là hai vạt, một vạt cao, một vạt thấp các chị nhá. Dưới 65 cân em nhận đơn hàng. 40 cân đổ lên đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã hàng là KM55 chị Nguyễn Thị à, Trần Thị Lợi ơi. À 54 à? 54 đúng không? 54. KM54. Áo em mặc là KM54 nhá. 54 đúng rồi. Cho chị một quần đen, chị ơi comment giúp em là quần Q069. Đấy chứ ạ, nhà em phải chốt thêm mã hàng chứ cho một quần đen đi. Bây giờ tí nữa em lên các chị tầm 5 mã quần thì em biết là chị lấy mẫu nào đúng không? Thì mình chốt đơn cứ theo ba len của mẫu quần giúp em, à mã áo giúp em với mã quần giúp em với. À, chị Như Khanh này, Tôn Hạnh có Trần Thị Hiền, Nguyễn Loan, Trần à, Nguyễn Thị Bích ok lên đơn. Mã là KM54 145.000 đồng các chị ơi, chất phông xịn nha chị này. Đấy chứ ạ. Rẻ ngon bổ rẻ luôn, những cái dòng mà em bán cực kỳ là nhiều. Đấy, từ đầu đầu vụ này cho phải đến là mấy vạn áo rồi đấy, mấy vạn áo rồi các mẫu. Bộ tí em lên sau nhá. Nguyễn Thị Bích có KM54 này, rồi chọn màu chọn size vừa đấy các bác ơi, chọn màu chọn size vừa. Vàng này. Xinh nhỉ? Được chưa? Pha rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Trắng này. Rồi. Huê chưa? Mã hàng là KM54 cho em các chị lên đơn. Áo có cổ tí em lên các chị mới mã nữa. Mấy mã nữa em cũng sale luôn nhá. Kể cả mã hôm trước em đang bán 190 thì em cũng sale luôn các bác. Được không ạ? Chị Nguyễn Cam có này. Ờ Huyền ơi lấy hộ chị cái mã H1 ấy, bây giờ đấy, là còn đây một ít, còn một ít thì cũng bản giảm giá luôn cho mọi người bằng ngày hôm nay nhá các chị nhá. Thực ra cái mã đấy hôm trước em nhập vào giá cao hơn đấy, cao hơn nhưng ngày hôm nay ạ, cũng còn ít thôi. Cũng là lẻ màu luôn thì em bán tặng mọi người luôn kèm đơn hàng nhá. Thì tí em lên sau, chị Bảo Trang có đơn ạ. Đây mã này các chị lên đơn hàng về ạ, các chị cứ thử so sánh xem mạng shop lẻ ta bán các chị bao tiền. Đấy chứ ạ, nhé em bán like chắc chắn là được giá đẹp cho mọi người rồi. Mã sản phẩm là KM54. KM54 chọn màu cho em này, chị nào chốt màu trắng này lên đơn nhá các chị nhá. Bộ Lanh Nhung còn mấy bộ nữa chị ơi. Lanh Nhung giờ này không còn đâu các bác ơi, hôm trước em bán là của nó là gần 3.000 bộ rồi. Bây giờ là hôm nay hình như là còn sót mấy chục bộ thì khách xỉ cũng ôm hết rồi. Vì em thanh lý có 60.000 bộ thì các chị đi lấy xỉ không được thì chắc chắn là khách xỉ ôm phát hết luôn rồi. Em báo khách lẻ các chị phải nhanh tay mà đúng không? Bây giờ làm gì còn nữa? Bây giờ làm gì còn bộ Lanh nữa? Nhập về giá cao hơn mà đợt hôm vừa rồi là còn nguyên size L đấy, em đã bán sale hết cho mọi người luôn rồi. Mã này KM54 các chị đào chốt màu trắng các chị lên đơn hàng này. Đấy chứ ạ, 40-65 cân em có size nhá, em có 3 size là M, L, XL. 3 size là M, L, XL các chị lên đơn hàng ạ, KM54. Cách số điện thoại ạ. Đây, loát các chị xem một mẫu nữa nhá, không có cổ nữa đi. Đấy chứ ạ, lên tiếp các chị tặng các chị một mã không có cổ này nữa này. Chất lượng gọi là đợt này nó về còn đẹp hơn nhiều ấy. Đấy chứ ạ, không phải em bán rẻ hơn mà chất lượng nó kém hơn nhá, thậm chí nó còn đẹp hơn cơ. Nhưng chẳng qua là nhiều khi mình ôm được giá sale thì mọi người được mua giá tốt hơn thôi. Về các chị cứ bóc hàng kiểm tra trước cho em. Đấy, khách hàng thông thái cứ mua hàng kiểm tra trước. Chứ em thấy nhiều chị là bị gọi là khóc dở mếu dở luôn. Tại vì là mua hàng online là mình không được kiểm tra hàng, xong là đặt một đằng gửi một nẻo, xong là không làm thế nào được, mất tiền mà còn ngồi gọi là ôm cái cục tức vào lòng luôn. Để chẳng ấm ức, mất niềm tin vào mua hàng ở trên mạng. Nhưng mà mọi người cứ mua hàng, cứ được kiểm tra hàng, đúng hàng, chất đẹp thì mình mới lấy nhá. Ok chưa? Đấy. Chị Chiên Hoàng có này, chị Thọ Nguyễn có này, em cảm ơn chị Vũ Thị Hiền, Trần Thủy có, Chi Đình ok chốt đơn. Nói chung là nó pha cái màu này xinh ơi là xinh luôn ý. Đấy ạ, nhìn qua tem mát hàng cho em ạ, nhận hàng còn được bóc hàng sờ chất xem form. Đấy chứ ạ, nói chung là không vừa thì em sẽ hỗ trợ đổi cho mọi người nhá. Nắng ngắn và dài bao nhiêu, nắng ngắn em đang xả là 259, còn nắng dài là 389.000 đồng. Là đối với áo nắng hai lớp của Laloma ấy xin nhá. Rồi ạ, tiếp theo một mã này luôn. Bác nào chưa săn được mẫu này, hôm nay mình cố gắng luôn nhá. Mẫu này em thanh lý cho mọi người luôn này. Trắng vàng còn size M đúng không? Trắng vàng còn M. Làm gì có hãy thế này. Những L đúng không? Ôi dồi ôi, lẻ sai rồi. Trắng còn ML à? Đây, không có cổ của mã này nhá. Hôm trước mọi người đang mua 19 đúng không? Thì bây giờ để em đang còn lẻ sai thôi. Các chị mình xem là có size nào vừa thì mình chốt đơn nhá. Rồi xem cái Huyền nó báo size số cho các chị đã.
Để em báo lại xe số nhá. Ai lấy cho em cốc nước đá to đùng cái kia. Huyền. Màu đen có 2X chị ạ. Màu đen có đến 2XL đúng không? Ờ. Các chị ơi, bác nào đã nhận được áo đá này của... À quên. À, các chị đã nhận được cái áo phông này của nhà em chưa ạ? Các chị vào cho em xin lời nhận xét. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà Loan bán rẻ hơn thì các chị thông cảm, tại vì em đang lẻ sai rồi và em bán cắt mẫu luôn nhá. Em bán tặng cắt mẫu luôn. Cái gì ạ? Ước gì có nhiều tiền à? Đến với nhà em thì không cần phải nhiều tiền đâu chị ạ, tại vì em bán rẻ hơn một nửa thị trường rồi. Nghiện hàng nhà em Loan, em cảm ơn chị. Áo Loan mặc 145.000, là mã này là mã KM55 các chị nhá. Áo em mặc là KM54 à? Áo em mặc là KM54. Có đủ màu đủ size luôn. Còn mã này tiếp theo, mã này xin phép em bán chiên nốt cho các chị nhá. Các chị cho em xin một nút thả tim và chia sẻ bài luôn với ạ. Lẻ sai em bán cắt mẫu luôn rồi, không có hàng về bù nhá các chị nhá. Đây ạ, em cho lại bảng màu mọi người xem nhá. Màu đỏ thì có LXL này. Màu trắng còn M không Nguyễn? Trắng còn một cái màu có đâu L. Trắng còn đúng một cái size M. Và đâu còn đâu là còn LXL. Nói chung là size L các chị tầm 53 cân đổ lên tầm ạ. XL đến tầm 65 cân đổ về, còn màu đen đến 70 cân luôn. Màu đen em có LXL và 2XL các chị nhá. Và mình cứ chọn màu chọn size vừa cho em. Chị chọn toàn bộ hàng xuất sắc luôn. Mã sản phẩm cho em là KM. À đâu? Mã sản phẩm cho em là H1 ạ. Được chưa? Vẫn cứ lên là H1 cho em nhá. Đấy, mua hàng là Loan chị nhận hàng không bao giờ thất vọng, nói chung là mọi người thất vọng mọi người cứ trả lại hàng. Được chưa? Chất xấu mình trả lại. Được chưa? Em bán hàng cho mọi người em gọi là em thoải mái lắm. Tại vì bán hàng lần này còn có lần sau nữa mà. Chị xa quá không đến nhà em mà chọn size vừa nhỉ. Chị ơi em thấy mọi người chọn ở trên live mọi người dễ hơn đấy. Thực ra đến nhà em thì em không hay treo mẫu mới đâu. Nên mọi người nhìn nó hơi bị khó. Thì mọi người thường là các chị thường xem ở trên live xong mọi người qua nhà em lấy thôi. Qua shop em lấy thôi. Rồi mã này lên trên là H1 nha chị nhá. H1 màu xanh còn LXL này. Màu trắng thì con đùng sóc cái size M. Còn đâu là LXL màu trắng này. Màu đen thì có từ size L đến 2XL các chị nhá. Từ size L đến 2XL này. Màu vàng thì có MLX này. Ok chạm, màu vàng có MLX. Màu đỏ thì có LXL. Nói chung là các chị có tầm 53 cân đến 65 cân là có size. Riêng màu đen có size 70 cân các chị yêu nhá. Mã này ạ, em tặng các chị nốt là 159.000 đồng một áo. Để chạm thanh ý các lốt các chị là 159.000 đồng. Các chị comment là H1 và kèm theo số điện thoại ạ. KM26 em còn hàng chị ơi. KM26 còn hàng nhá. Đây mã này là mã H1 cho em này. Hàng nghìn mã hàng luôn chứ không phải có ít đâu các chị ơi. Đây. Các chị chọn nhá. Đây là size mặc là size nhỏ này. Để cho nói chung các chị từ 41 42 cân đến 65 cân đổ về em có size vừa. Riêng màu đen có đến size 70 cân. Đấy mình chọn màu chọn size vừa giúp em ạ, mã H1 cho em. Ngày hôm nay ạ, bán rẻ nốt cho mọi người để em bán cắt mẫu luôn nhá. Em ơi, chị nhận được hàng rồi nhưng không vừa thì đổi thế nào? Chị ơi, địa chỉ của em ở trên gói hàng ấy. Mình gửi lại theo địa chỉ ở trên gói hàng là em nhận được hàng em sẽ đổi cho chị nhá. Lê Thị Thanh Nhàn có này, chế độ hóa mét 62 cái ok. Chị Bùi Thị Tư, Khánh Vũ Kim ok, lên đơn hàng ạ. Đây ạ, mẫu này các chị em chọn màu nhá. Màu vàng đậm này, đấy chưa ạ? Màu đen này, màu xanh này, màu trắng này và tông màu đỏ. Đó, chọn màu chọn size vừa, đa số là còn LXL. Riêng màu đen có đến size 2XL, LXL 2XL, còn màu vàng đủ size là MLX. Đấy, màu trắng còn LXL thôi các chị nhá. Mã sản phẩm cho em là H1 kèm theo màu số điện thoại. Quần em đang mặc là Huyền ơi. Đấy. Mã KM26 các chị đang hỏi KM26. Lấy mấy mẫu phông, à mấy mẫu phông của laptop ở đây nè. Mà hàng may gì? Rồi các chị ơi chọn màu nhá. Chọn màu em với toàn bộ của nó này. Hàng hãng cho em. Em tặng mọi người là 159.000 đồng, bán thanh lý cắt mẫu luôn. Thanh lý cắt mẫu luôn. Thúy Vũ ok chốt đơn, Hương Mai có, Nguyễn Nên ok chốt đơn hàng ạ. Chọn màu chọn size. Bây giờ em thử lên các chị màu xanh nhá. Màu xanh thì chỉ còn LXL thôi. Xanh chỉ còn LXL 2 size thôi. Chọn màu chọn size vừa cho em 159.000. Có size thì chị áo phông thì em tất cả hầu như là đến 95% là có size. Nếu đã là hàng Quảng Châu đều có size số hết. Đấy. Tất cả không có cổ như em, tất cả đều là hàng có size chứ em không bán hàng phi size, hàng kiểu kia nha chị nha. Đây ạ. Gì đây chị ơi? Mã này là mã H1 đấy chị ơi. À, vàng trắng size L có luôn chị Oanh Trần ơi. Các chị bây giờ các chị chọn thì nó vẫn gọi là chỉ nó chỉ khuyết size M thôi, còn đa số là còn từ LXL. Cái trạng màu đen có đến size 2XL. Đấy màu vàng này có đủ size MLX các chị yêu nhá. Mã hàng là chị tít bông lên số điện thoại đi chị ơi. Chị Oanh Trần có ok này, chị Khánh Dung chốt đơn H1 nhá. H1 cho em màu xanh.
Đấy các chị, bảng màu năm nay này, cái màu xanh của nó là xanh đậm các chị nhá, nó không phải là màu xanh sáng như năm ngoái. Đấy, bảng màu rất là xinh luôn. Ok nhá chị Nguyễn Phương chốt đơn này. Tít bông chưa có số điện thoại, chưa có số điện thoại mà em máy không lên đơn đâu chị ơi. Đấy, màu trắng này, trắng còn đúng một chiếc size M mặc mẫu thôi. Còn đâu là còn LXL. Màu đỏ thì còn LXL các chị này. Lên mã sản phẩm cho em là H1 ạ. Cách số điện thoại cho em. 55 cân mặc size L tùy chiều cao. Được chưa? 55 cân tùy chiều cao. Chị Nguyễn Phương ok chốt H1 màu đen này. Ghi ở đấy cho em. Nào. Các chị ơi. Được chưa? Không xinh không đẹp em đang không lấy tiền. Mã này em bán quá nhiều về đến 3-4 lần rồi vẫn hết hàng. Bây giờ em bán cắt mẫu luôn không có về bù nữa nhá. Cho nên là bây giờ còn size nào em bán lẻ nốt size đấy thôi. À, mã này đẹp lắm, mình đã mua mấy lần rồi. Đấy, có chị có mua đủ màu luôn. Đấy, toàn khách hàng nhận được khách hàng gọi là feedback thôi. Chứ còn em không phải mất tiền chạy quảng cáo luôn. Tại vì khách hàng tự quảng cáo cho nhau ấy, các khách tự giới thiệu cho nhau ấy. Đấy, đã mua xong này đẹp thì mọi người lại giới thiệu cho người nọ, người kia, rồi người nhà, rồi anh em bạn bè. Mua vào mua thôi. Thì em có mất tiền chạy quảng cáo bao giờ đâu. Từ lúc em like còn có vài mấy chục người xem ấy, bây giờ các chị thấy không ạ? Bây giờ là cái thời gian này đang bốc tương tác nhá. Cái thời gian là nhà tương tác 4-5 nghìn người xem luôn. Và bây giờ các chị thấy không ạ? Facebook nó làm gắt quá. B29 còn chị Trang Phạm ơi, Vũ Thị Thơm có, chị Phạm Vân có này, Hương Mai chốt đơn hàng nhá. Comment chuẩn mã sản phẩm cho em là H1 kèm cho số điện thoại. Đang hóng hai hơn đà, nhà chị Loan cảm ơn chị Trần Hương nhá. D2 à? Trời ơi, D2 thì em vẫn đủ màu đủ size luôn ấy. Thôi, một mã này cũng lên đủ màu đủ size, bán tặng mọi người luôn mã này nhá. Bán tặng mọi người mã này đi. Lên màu vàng cho máu luôn này. Các chị ơi, mã này các chị comment cho em là mã KM55. KM55 cho em đủ màu đủ size luôn này. Ok chị ạ, mã sản phẩm là KM55 kèm cho số điện thoại ạ. Tinh chưa? Đủ size số luôn nhá. Gói 65 cân, 666 cân ạ. Xê dịch đến tầm 65, 66 cân, 40 cân đổ lên ạ. Đây, phong một màu cho em. Mã như cái mã này ạ. Khách nhà em các chị đặt theo nhóm với đồng phục rất là nhiều luôn. Đây ạ, màu vàng là vàng đậm nha các chị này. Form lên đẹp chưa? Không bị gãy form, không bị là ngắn áo này. Đấy chứ ạ, không bị dài quá, không bị ngắn quá. Form vừa cho em nhé. Đây là em mặc cho các chị xem bình thường với áo này. Mã này các chị comment cho em là mã KM55. KM55 chọn màu chọn size vừa nhé. Dưới 66 cân đổ về là các chị lên đơn. Chị ơi đổi lại chắc chắn là mình mất tiền ship rồi. Đấy chứ ạ, trừ khi hàng em lỗi thôi thì em mới chịu ship hay đâu. Chứ còn nếu các chị mà đổi màu, đổi size, đổi sang mẫu khác thì các chị phải chịu tiền ship chứ. Em làm sao chịu được tiền ship? Em hỗ trợ đổi thôi chứ còn phí ship các chị chịu chứ. Trừ khi hàng em lỗi rách này, để chị ạ, gửi sai hàng này, để chị ạ, bị lỗi rách hay còn vấn đề gì đấy do nhà sản xuất thì em sẽ chịu phí cước 2 chiều. Còn nếu mà các chị muốn đổi size to hơn, đổi size nhỏ hơn này, được chưa? Hay là đổi sang màu khác, đổi sang mẫu khác, các chị mình chịu phí ship cho em nhé. Đây các chị ơi, chọn màu xanh này, được chưa? KM55 chọn màu xanh, KM55 màu đỏ, KM55 màu trắng và KM55 cho em màu đen, đủ màu luôn. Size số đến 66 cân. Mã hàng cho em là KM55, em tặng mọi người 155.000 một áo. Đủ size số các chị nhé, mã KM55 cho em. Cái gì cũng muốn mua em cảm ơn chị. Đây các chị ơi, KM55. Các chị ơi, mẫu này em chỉ về đúng một lần thôi, không có về bù nữa đâu. Chị ơi nhầm rồi. Đen là mẫu khác mà. Đúng không ạ? Quyền ơi, lấy chị cái mã này màu đen này. Mã này này. Đấy, nhầm mẫu rồi. Nhầm cặp. Đây phân nhầm cặp. À, chị nhìn thấy mẫu này xinh ơi là xinh, toàn bộ chất cốt tông lạnh nhá. Chất này càng giặt nó càng lì luôn, nó không bị bay. Không bị bay, không bị xù. Quần em mặc là 120.000. Còn nước giặt nữa không em? Em còn chị. Em vẫn đang chạy nước giặt mà chị ơi. Cứ lên đơn cho là nước giặt nhá. Nước giặt là 119.000. Các chị cứ hết, các chị báo nhân viên thì em gửi nhá. Đấy chứ ạ, cứ hết báo nhân viên gửi với giá chốt giá cuối. Chốt hạ luôn 119.000 đồng một thùng 2 can. Đấy là giá cuối cùng rồi. Còn mã này các chị lên đơn hàng cho là KM55. Logo theo cho em này. Logo theo, chọn bên màu với size vừa nhá. Đây màu đen ạ. Màu đen của mã KM55, toàn bộ dòng tem mác đen, chốt giá 155.000 mẫu mới của năm nay. Chị em không còn mẫu của năm ngoái đâu, tại vì nhà em hết vụ là hết hàng. Hết vụ là hết hàng. Quần mã Q069, chị Dậu Lê lên số điện thoại ạ, chị Vũ Huệ có đơn này, chị Nguyễn Nga ok, chị Tiệp Hoàng có đơn ạ. Nên nhớ comment cả số điện thoại các bác nha. Nhớ comment cả số điện thoại giúp em với. Chị Na, chị Hàng Ni à, Hàng Ni có quần có 4 màu, chị ơi dơ màu quần của em với, chị Tiệp Hoàng có đơn ạ. Ok chưa? Chọn màu cho em này, chị Trần Quý có này.
Xinh ơi là xinh luôn. Thôi nào thử màu trắng các bác mới xem nhá. Trắng luôn này. 155. Quần là 100, áo là 155. Quần có 4 màu, chữ đổi màu đi, chuyển liên tục màu đi. Quần là Q069. 4 màu. Đây. Các chị màu trắng này. Chưa, form vừa, nó không ngắn không dài quá. Không ngắn quá mà không dài quá. Để chị lên mã sản phẩm cho em là quần là Q069, các chị chọn cho em màu trắng này, Q069 cho em màu xanh này, Q069 màu đen này và Q069 màu nâu. Em mặc là áo là KM55 các chị nhá. KM55 mà kèm theo số điện thoại. Quần 60 cân mặc size XL cho em vừa. Ok, chị Hoàng Trần BB có này, chị Thanh Nguyễn có này, Dậu Lê có này. Áo là 155.000 đồng các chị nhá, áo hàng Quảng Châu. Đấy, bọn em có đủ size là MLXL. Chị Nguyễn Hà chốt Q069 màu đen. Thanh Nguyễn có Q069 màu đen này. Trời ơi, may quá hôm nay về được vùng màu đen rồi. Không, khách hàng đổ đơn mày. Ngày mai lại bão đơn. Ngày mai lại bão, hôm qua hết sạch màu đen mà. Hôm nay may quá mới về bù thêm mấy trăm quần màu đen nữa. 65 cân, 66 cân các chị mặc thoải mái mẫu này cho em. 40, trên 40 cân đổ lên các chị nhá. Trên 40 cân đến 65, 66 cân đổ về em chốt đơn hàng. Đây mình chọn màu đỏ này. Chọn cho em màu màu gì ạ? Màu vàng này. Mã hàng trên là mã KM55 chọn màu xanh lá này. KM55 màu đen và KM55 chọn cho màu trắng. Đủ size là MLXL, 3 size nhá. Cái hàng này nó chưa đánh, không đánh size S đâu nhá. Các chị nào đừng hỏi em là có size S không, tại vì tất cả hàng phông này ạ, mấy năm nay rồi chưa bao giờ có về size S mẫu này đâu nhá. Size M đi lên mà các chị, nó cũng tương đương với size S của hàng Việt Nam ấy. Thì các chị từ 40 cân đổ lên đến tầm 65 cân, 66 cân đổ về là các chị chốt đơn mã này vừa. Đó, chưa lên túi chị ơi, chị em chưa lên túi. Chị Dung Lê có, Phương Lý có này, Trần Lệ Thành ok chốt đơn hàng. Có các chị chọn trên bảng màu áo nhá. Áo là KM55 chọn màu đen. KM55 màu xanh lá này. KM55 cho em màu vàng. KM55 màu trắng, à màu đỏ và KM55 màu trắng. Đủ size MLX và chuyển mẫu chị ơi. Lên mã cho em ạ, kèm theo số điện thoại. Tiếp theo này các chị một mã áo gì ạ? Áo len Montegi mẫu mới. Đấy, len Montegi mẫu mới. Đây là mẫu này nhân viên nhà em nó vui vui mồm nó báo hết hàng này. Vi diệu thực sự luôn ý. Các chị nhìn áo len, áo len mông tư ghi các chị nhá. Cái mẫu này hôm trước em bị cháy hàng ấy, mà bác nào mà hỏi mà nhân viên báo hết, các chị đặt lại của em mã này nhá. Để cho em không nhớ mã hôm trước là mã gì, thì hôm nay các em sẽ lên theo mẫu mới của ngày hôm nay. Để chưa ạ, em lên theo mẫu mới của ngày hôm nay ạ. Áo tiếp theo ạ, nó là mắc hoa trà. Để chưa ạ, hàng mắc hoa trà, hàng len mông tư ghi các chị biết là rất là xuất sắc luôn. Mà trong bụng các chị mua không có dưới 300.000 một áo. Đấy, bây giờ em đã nhập len rồi các chị này. Đã nhập len Montegi rồi các chị nhìn họa tiết này. Tiếp theo mã là KM56 cho em. KM56 và kèm theo số điện thoại. Các chị nhìn bảng màu của em rồi. Siêu xinh luôn. Chị lấy của em cái quần trắng này. Để cho em mix màu cho nó dễ. Đây ạ. Em thử cho các chị xem cái quần Q69 màu trắng luôn nhá. Đủ màu đủ size. Quần về đủ màu đủ size luôn. Con áo này các bác phải nhấc nhanh trong bóng nốt nhặt hôm trước về khách hàng chốt kinh khủng luôn mà không có đủ hàng. Cọc chỗ nào không đấy? Có cọc sao không? Đây, nó đây. Nó đấy ngoài kia. Con lên len Montegi hãng này à. Giá hãng, giá ngoài shop toàn bán hơn 300, 350 một cái. 350, 380. Đây này. Con này không chốt thì chốt cái gì? Đúng không ạ? Áo này không chốt thì không thấy gì được ạ. Len Montegi hãng các chị nhá. Hàng này hàng mắc hoa trà. Bác nào đã quen mua những cái dòng này các chị cứ việc lên đơn thôi. Có chất lượng thì các chị cũng phải nghĩ luôn. Mã này các chị lên đơn hàng trên là mã KM56. Quần em mặc là quần chất vải đũi lụa chị ơi. Quần chất đũi lụa cho em. Áo là mã KM56 là len Montegi các chị yêu nhá. Mình chọn cho em màu ạ. KM56 này. Rồi các chị ơi màu trắng này. KM56 cho em tông màu trắng. KM56 cho em tông màu đen. KM56 cho em tông màu vàng. Được chưa ạ? KM56 màu xanh và KM56 cho em màu be. Chọn màu giúp em form dưới 65 cân đổ về em lên đơn. 40 cân đến 65 cân đổ về nhá. Mã này em tặng mọi người là 179 đồng là hiện tại là giá nó chưa vào vụ ấy. Đấy, còn vào vụ thì em khẳng định luôn em không nhập được giá này. Mã sản phẩm là KM56. KM56 kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào đã mua những cái dòng mắc này rồi ấy, các chị biết chắc chắn là không có dưới 300.000 đâu ạ. Chị ạ, không có dưới 300.000. Toàn bộ len hãng các chị này.
siêu xinh luôn. Em muốn cho mọi người được mua giá tốt. Khi mà mọi người vào trong, mọi người mặc chán rồi ngoại trường mới có. Chị ngoại trường mới có những cái mẫu này. Đấy, tại vì bọn em phải nhập trước thì mới được giá tốt cho mọi người luôn đấy. Đây các chị này, len của dòng len lỗ lỗ cho em như này nhé chị yêu nhá. Len mông tơ ghi hãng này. Chất nó đanh lắm các chị ơi, chọn cho em màu nhá. KM56. KM56 chọn màu cho em với phi size đến tầm 65 cân đổ về. Chất liệu có giãn cho em, màu rất là lạ và đẹp luôn các chị yêu nhá. Màu vàng rồi, màu vàng hơi chuyển sang màu cốm cốm cho một chút. Mã là KM56. Chốt nhanh cho em mã này nhá các chị nhá. Trần Dung Lâm Nghị Hương Mai, ok em chốt đơn hàng ạ. Xanh kiểu màu xanh lạ này. Trang phạm của B29 màu xanh ngọc ạ. Lên mã sản phẩm cho em là KM56, chị Hà Đặng có. Các chị em bảo luôn là các chị mua áo này nhà em về các chị mặc chán chê rồi. Được chưa? Ngoài thị trường mới bắt đầu ra mẫu này. Các chị cứ để ý nhá, thử mua đi ạ. Đấy thì mặc chán ở ngoài mới có. Các chị cứ tin em đi, vào trong vụ mà các chị cũng không được mua giá này nữa. Ít nhất nó phải tầm khoảng là 300-320 một cái. 300-320 một cái. Em đang tặng mọi người 179.000. Đây ạ, các chị này, chất len nó đanh xịn như này cơ mà. Ok chưa? Đấy, cầm cái áo đầm tay luôn, mã KM56. Em thử các chị xem màu vàng luôn nhá. KM56, chị ơi comment đúng mã hộ em với. Comment đúng mã hàng hộ em. Em thử lên các chị màu vàng này. Lên cho em màu vàng và cách số điện thoại cho em. Mã hàng KM56 là len mông tơ ghi tầm còn nửa tháng nữa. Không đến một tháng nữa chị em mình bắt đầu mặc được mẫu này rồi. Hoặc là chị nào thời tiết mà ở vùng cao ấy, ở Đà Lạt này hoặc là Sapa này, các chị mặc được mẫu này thoải mái luôn. Tại vì thời tiết nó lạnh ấy, xe lạnh rồi. Đấy các chị nhá, nhìn cho em màu vàng này. Lên mã sản phẩm là KM56. Trời ơi giá đẹp luôn. Em hy vọng là nếu mà vào vụ em mong được chốt giá, giá là 200.000 giá nhập vào em cũng vui rồi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không có. Đấy thì mẫu này em nói chung là thi toàn nó có về được 1-2 lô thôi. Thì mọi người cố gắng săn nhanh mẫu này cho em nhá. Chứ bây giờ em không muốn ủ hàng. Không muốn ủ hàng. Muốn cho mọi người được mua giá tốt luôn. Đó, vào vụ thì cứ đi theo giá của thời điểm hiện tại thôi. Chứ còn bây giờ thì đang thời tiết nóng, em ôm được lô này thì mọi người cứ chốt nhá. Mọi người cứ chốt đơn. Đây là màu này, màu be các chị này. Màu be cho em. Màu be và kèm cho số điện thoại này. Be vàng, đen, xanh trắng. Be vàng, đen, xanh trắng. Được chưa? Comment cho em xin mã hàng và số điện thoại các chị nhá. Chọn màu cho em này. Ok chưa? Chọn màu, chọn size vừa. Được em ơi, Bảo Châu nhá. Gửi lại cho chị đổi và phí ship em chịu nhá. Tại vì muốn đổi sang mẫu khác thì mình phải chịu cước. Ôi mà có 4 màu chị ơi. Rồi chị ơi thoải mái. Áo này dưới 65 cân em chốt đơn. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Lên mã sản phẩm cho em thử các chị xem màu be luôn nhá. Màu be toàn bộ mã mới luôn này. Mà hàng mới của năm nay nhá chị nhá. Nói không với hàng năm ngoái luôn, hàng cũ luôn. Đấy, tất cả đều là hàng chuẩn xịn mẫu của năm nay các chị thấy không ạ? Nhờ các chị về các chị mặc chán lại ra ngoài người ta bắt đầu mới có hàng này mới bán. Đây. Này be này. Nào chốt màu be các chị lên đơn nhá. Chị yêu là chốt màu be các chị lên đơn hàng cho em. Với đơn chị xem mới cái màu xanh xanh ở trong góc này. Đây là một tay bồng bồng những đẹp kìa. Toàn mẫu xinh thôi các chị ơi, len kiểu cho em. Đường viền, đường đen, viền. Chị ơi, len này mặc bị ngứa em cho chị giả lại. Yên tâm luôn chị Nguyễn Hoa nhá. Nếu như đường len này các chị mặc bị ngứa hay bị dặn em cho các chị giả lại em. Được không ạ? Cái nó là len chị. Nó là len. Đấy, không phải là gen nhé, không phải là gen, nó là len theo cái da này, nó pha viền cho em thôi. Thực ra nó vẫn là len, vẫn là chất len cho em, nhưng không phải là gen. Nên các chị mặc không dặn đâu, mà những cái chất len xịn này các chị mặc không dặn không ngứa đâu. Đó, em nói cho mọi người yên tâm luôn ạ. Về nhận hàng, cứ bóc hàng ạ, mình mặc thử cho em được. Mặc thử phát là biết dặn hay không, đúng không? Cái áo nào mà hàng mình mặc dặn phát chỉ cần mặc lên người mình sờ qua một phát là biết luôn. Tại vì nếu mặc bị cái hàng nhá, mặc dặn mọi người sờ cái gen của nó rất là giáp luôn. Nó không bao giờ được mịn nhá. Sờ vào len mịn hay là len giáp mọi người biết luôn. Rồi KM56 bạn ai chốt màu trắng lên đơn này các chị này. Chị con cún à? Ôi rồi ôi, ở áo xanh rồi áo đen. Ở ngày mai báo nhân viên bên em nhé, chị con cún nhá. Mai báo nhân viên của em với. Đây bác nào chốt màu trắng lên đơn hàng này. Ok chị ạ, chọn màu trắng lên đơn hàng nhá. Mã hàng là KM56. Kèm cho số điện thoại cho em. Đây màu đen đây. Len kiểu len lỗ các chị này, len lỗ. Đây, nó phải đây gen đâu. Nó không phải gen, nó là len mà chị. Đấy, nó là len theo áo luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các chị. Nhìn cho em từ cái thớ len của nó này.
Xinh chưa? Em bán hàng em rất là thật luôn, cho mọi người xem từng gọi là chi tiết luôn ý, xem gần chất luôn. Nào chuyển mẫu các bác nhá. Đây, mẫu này lại có nguyên màu xanh. Ui, mẫu này có sót. Lấy lẫn mấy chiếc vào cái lô luôn các chị nhá. Lẫn mấy chiếc vào thôi ạ. Đúng rồi, chị hỏi nhìn cho biết. Đúng rồi, chứ hàng này chị thích mà. Nói chung là mọi người cứ nhìn qua cái hàng này, các chị mình chỉ được chốt đơn thôi. Tại vì không phải lúc nào cũng có ấy chị ơi. Em nói thật luôn, em thề. Không phải lúc nào cũng nhập được hàng này với giá mà em bán lẻ cho mọi người giá tốt như này đâu. Lúc nhập bậc cao thôi, bán đắt lòi ra hơn 300 nghìn thì em cũng ngại bán đi. Tại vì em sợ mọi người phải mua giá cao ấy. À, chị Huyền Hoàng comment lại mã nhá. Tiếp theo mã này lên luôn cho em này. Cũng là mã hoa trà. Đấy, chất lên nó đanh như này các chị. Mã này là KM57 nhé chị yêu nhá. À KM57 mấy nhỉ? 56 à? À 57. Mã này là KM57 có nguyên một màu xanh thôi. Có nguyên một màu xanh. Mã này là KM57 cho em. KM57 màu của em là màu xanh đậm nhé chị nhá. Màu xanh đậm này có 1, 2, đúng 4 cái. Chả có nhiều các bác đâu. Sót đúng 4 cái nó lẫn vào lô thôi. Nó lẫn vào lô các chị yêu nhá. Mã sản phẩm là KM57 ạ. KM57 lên số điện thoại cho em 179.000 đồng một áo. Đó, mẫu này thoải mái các chị dưới 65 cân này, 40 cân đến 65 cân các chị yêu nhá, cổ vuông. Mã hàng là KM57, có đúng 4 chiếc thì 4 chị nhanh nhất thôi ạ. 4 chiếc của 4 chị nhanh nhất, mã này cho em là KM57 lên đơn hàng, kèm theo số điện thoại ạ. Em ơi nhớ chốt đơn nhé. Ui trời ơi em chẳng nhớ rồi sao. Để chạy các chị cứ nghe máy giúp em nhá. Em mong có đơn hàng lắm, em bán được hàng em mới có tiền mà chị. Em bán được hàng mà em có tiền mà giả nhân viên em là sướng quá mà chị ơi. Em chỉ mong các chị nghe máy thôi. À, KM57 có đúng 4 chiếc, cuốn em mặc là 120.000. Chị Hải Yến có Huệ Trần có Giang Nguyễn ok. Rồi em chuyển mẫu các bác nhá. Bây giờ lên các chị một mẫu có cổ nhá chị nhá. Một mẫu có cổ luôn. Mẫu này có hẳn 4 màu. Mã này có 4 màu là mẫu có cổ luôn các chị này. Cũng là mã hoa trà nhá. Em lên tiếp mã KM58. Cả mẫu này là xanh ở xanh lá chị. Xanh lá đậm ấy. Nó giống cái màu của cái áo phông ấy. Đấy chứ ạ. Màu năm nay các chị yên tâm là màu xanh nó đẹp. Nó không phải màu xanh led đâu. Không phải màu xanh led đâu nhá. Màu xanh kiểu đậm đậm cho em đấy. Mã này là KM57. Đấy chứ ạ. KM57 lên số điện thoại cho em. Mã này 179.000. 179.000 đồng một áo các chị nhá. Tí em lên bò thổ sau chị ơi. Các chị cứ từ từ chị ơi, từ từ nhá. Đây lên mẫu không có cổ các chị này. Không có cổ, mã hàng là KM58. Len cổ. Hả? Len mông. À len có cổ em nhầm. Len mông có cổ. Nhẽ ra em chưa bán len mông đâu nhưng mọi người cứ hỏi ý. Mọi người bảo Lan ơi chỗ chị lạnh rồi em bán áo len đi. À rồi ok, thiếu tiền chị bù thêm. Đây chị này. Mã này các chị lên lên đơn này, các chị nhìn thử len này. Nó nét như này mà. Nhưng em không bán len xưởng các chị nhá. Em không bán len xưởng cho mọi người đâu, toàn len hãng mà giá đẹp luôn, còn rẻ nhiều khi còn rẻ hơn cả giá len xưởng. Đấy, mã này các chị comment là KM58. Có chị bảo là đợt trước hay năm ngoái em bán phóc len các chị nhớ không? Mà nhà em bán đợt trước là mấy trăm nhỉ? 400 hay 450. Các chị mua ngoài hơn 900 một cái. Các chị bảo chị mua thử nhà mày về một cái mà chị so sánh không khác nhau một tí nào. Mà sao mà người ngoài người ta bán đắt thế mà sao em Loan lại bán rẻ? Sao mọi người mới bảo chị mới thử mua một cái về chị xem chất xem nó có giống nhau hay không. Thề luôn, từ cái màu nhá các chị nhá cho đến cái chất liệu không khác nhau một chỗ nào. Sau là các chị mặc lên form, lên form cũng y hệt thế luôn. Mà các chị ơi mua giá gần như là một gấp đôi còn hơn ý. Mà nếu như là trước bán 450, các chị mua áo khoác len bên ngoài 900 với 850. Đấy năm nay thì em cũng không biết là em có nhập được khoác len hay không. Mà năm ngoái em thề luôn không còn sót một cái nào. Thế sau là ra Tết là còn mấy cái em bán Thanh Lý hết. Thanh Lý có hơn 200 nghìn một cái đúng không? Thanh Lý mọi người cái áo len khoác len có hơn 200 nghìn mà len ép xịn nữa chị nhá. Rồi bây giờ em lên tiếp mẫu nhá. Em mời cố gắng đợi vào vụ mình săn khoác len ý. Hoặc là chưa vào vụ mà các chị em mình mua được nhiều khi là mua được giá rẻ. Đây các chị này. Đây mẫu là KM58 đúng không? KM58 quá à, áo len mông tứ ghi có cổ các bác nhá. Có cổ cộc tay. Những cái mẫu này các chị mặc đi làm thoải mái này. Mặc đi làm đi chơi thoải mái luôn. Rất là dễ mặc, chất len đanh.
Về các bác lại ôi dồi ôi, chất len nó đẹp hóa luôn ấy. Đấy chứ, chất len siêu đẹp luôn các chị này. Vàng bên ngoài đậm hơn trên like một chút nhé các chị nhé. Mã sản phẩm là KM58. Form này thoải mái các chị dưới 65 cân nhá. 65 cân đổ về trên 40 cân đổ lên. Áo len nó sẽ co giãn theo chiều cơ thể mình. Set nàng đăng về chưa? Em đăng set gì nhỉ? Em đăng nhiều các em chẳng nhớ luôn ấy. Set váy bò đúng không? Set bò hay set gì? Áo Huyền ơi, liệu chị mấy cái set mà bộ ấy, bộ 1234 nhé. Không phải cái bộ vest này, set vest này. Được chưa? Rồi set vest tí em bán. Mã này là KM58. KM58 chọn màu cho em nhé. Các chị chọn cho màu vàng này. KM58 chọn cho em tông màu đỏ này. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng mắc hoa trà cho em. KM58 chọn cho em tông màu xanh. Và diện KM58 chọn cho em tông màu nâu tây. Mình chọn màu giúp em. Form thoải mái đến 65 cân đổ với em lên đơn 42 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng nhé. Mọi người cứ nhận hàng bốc hàng kiểm tra trước bạn chất xấu không như mong đợi các chị mình giả lại em. Rồi xếp phép thì em lên chị ơi. Áo xanh vừa rồi là mã KM57 là xanh cổ vuông. Còn mã này là KM58 là áo len bông tư ghi có cổ cho em. Đó, len bông tư ghi có cổ các chị này. Chọn màu cho em có 4 màu nhé các chị nhé. Em đang có 4 màu. Các chị em mình chọn màu giúp em mới ạ. Mã sản phẩm là KM58. Len hãng các chị này, chất len nó đanh nó lì như thế này luôn. Đấy chứ ạ, chất len đanh lì luôn ạ. Chọn màu cho em nhé các chị yêu nhé. Mã sản phẩm là KM58. Dưới 65 cân em chốt đơn. Những cái mã này là em về được khoảng 2 lần thôi. Đấy chứ ạ, là không có hàng ở đâu. Chứ còn em đố bác nào mua được giá ngoài giá 180.000 áo này. Được không ạ? Đã lên thử màu xanh cho nó lạ nhé các chị nhé. Lên thử màu xanh cho nó lạ một chút này. Mã hàng là KM58 cho em. Nhập hàng giá này còn khó nữa là giá bán lẻ ra giá được giá tốt cho mọi người. Đây. Đây các chị này. Ok chưa? Có mấy con len len Meiji nhà mình có hàng về rồi nhưng mà bảo cái người nó đi lấy chị. Thôi để mai bán len Meiji, còn hôm nay bán len hoa trà. Hôm nay bán len hoa trà, tất cả hàng len hãng cho mọi người luôn. Shop nhiều hàng đẹp thế à. Em cảm ơn chị nhá. À, chị Thu Anh Nguyễn ok, chân váy bò em còn chị ơi, chị Nguyễn Bình chốt đơn hàng này. À, chị Hương Thương đợi em một tí em lên chân váy bò luôn nhá. À, mã này là mã KM58 đúng không? Mã sản phẩm là KM58. Kèm theo số điện thoại cho em, các chị chọn cho em tông màu xanh nhá. Chọn cho em tông màu xanh này, màu đỏ, màu be và tông màu vàng. Màu nâu tây nhá, nó không phải là màu be, nó là bên ngoài nó là màu nâu tây. Màu nâu tây cho em, chọn màu chọn size vừa. À, chọn màu thôi, còn size nó là phi size. Phi size cho em, mã này là 179.000. Các chị chốt từ lúc nãy giờ, bây giờ em còn quên chưa báo giá, các chị đã chốt rồi. Ui, ảo trong nắng em bán rẻ, bạn chị mua trong hiệu một lớp thôi, nó cũng thơm mà 295.000 đấy. Không được như hai lớp của em đâu, chị chơi luôn của em 4 chiếc rồi đấy, về tặng cho mỗi người một cái, ai cũng thích. Em mới bảo luôn là hàng em là hàng hai lớp mà bây giờ em còn bán rẻ hơn là hàng một lớp luôn. Các chị cứ thử không tin xem, cứ thử mua hàng về lại các chị lại nghiện luôn. Nhà mình còn tí nào không? Em bán hàng vạn cái áo nắng rồi. Em thấy luôn, từ lúc đầu vụ bắt đầu là sang hè vắt em đã bán áo nắng rồi. Mà bán bây giờ phải tầm một vạn áo rồi. Mỗi lần của nó về 500.000, mỗi lần về 500.000. Mà cứ gọi là bay nóc luôn. Bây giờ em xả 259 là hết giá luôn. Mà mọi người bây giờ em còn đang lẻ sai lẻ số ấy này. Đấy, khách xỉ cũng ôm nhiều đấy. Khách xỉ cũng ôm nhiều. Em thật sự luôn, khách xỉ cũng ôm nhiều lắm. À, nàng lấy thêm chân váy bò dáng A nhé. Cô con gái cứ thích mà mua bên ngoài không đẹp à. Váy bò dáng A đúng không? Nguyên váy bò chỉ thôi. Váy bò dáng A á. Em chỉ bán loại chân váy bò kiểu như này thôi. Em này. Chân váy bò kiểu như này thôi. Đấy chứ, đợi tí em lên nhá. Rồi xem là còn những size số như nào này. Cái chân váy CV40 với CV52 ấy. À, tìm màu em luôn nhá. Hình như đang có là còn size nhỏ với lại size nhỏ với size to nhất hay sao ấy. Đúng không? Size 27 gần như là khuyết size. Quần em mặc có 4 màu chị ơi. Quần em mặc có co giãn chứ. Đây này. Đấy chứ ạ, giãn như này cho em. Không phải giãn quá đâu, giãn vừa. Nói chung là chị em mình mặc có thoải mái. Tại vì bình thường của nó là kiểu dáng của nó đã bom bom rồi. Kiểu dáng bom bom cho em. Đấy, mặc cũng đã thoải mái này rồi. Không cần phải giãn nhiều. Mặc thoải mái mà sướng lắm luôn các chị thấy không? Đấy chứ ạ. Rồi kéo lại căng hết cái quần ra. Chống nắng dài em đang bán là 389 thì các chị mua ngoài hơn 600. Đấy ví dụ thế khoảng rẻ cũng tầm 550.
Còn hàng một lớp thì em không biết là bao nhiêu tiền, cho năm nay em không bán hàng một lớp nhá. Áo chống nắng ấy, năm ngoái bán rồi, năm nay chỉ bán hàng hai lớp thôi. Chị Hằng Nguyễn hỏi em cái gì đấy? Hôm nay cái gì chị ơi? Hôm nay đơn hàng hơn 800 rồi, lại cháy túi với em Loan rồi. Lên chống nắng dài đi rồi, ok. Nắng dài bây giờ nó chỉ còn hai màu và còn cái XL thôi, là em đã xả cho mọi người bao nhiêu tiền rồi? 385. À, nắng dài hôm nay bán thanh lý cho mọi người là 385.000 hàng hai lớp, nhưng mà nó còn nguyên XL thôi, hết hàng. Em không nhập hàng, nếu mà em đã xác định em xả hàng rồi thì em sẽ không nhập hàng nữa đâu. Đấy, mã nào em nói luôn là cắt mẫu, bán xả thanh lý cho mọi người là em sẽ không về bù nhá. Về bù thì nó lại bán trở lại cái mức giá đầu tiên nữa, cho nên rất là khó luôn. Đã bán sale rồi là không về bù. Đó, quần là 120 chị ơi, quần 120. Bây giờ lên các chị mấy cái set nhá. À, từ từ đã, lên mẫu này đã. Ôi nhiều mẫu quá, chả biết lên mẫu nào trước. Đây các bác chọn nâu tây đi. Nâu tây này cũng xinh này. Đấy chứ, nâu tây cũng đẹp mà, hàng lên hãng nhá. Mã này là KM58 đúng không? Chị Y, KM58 phải không? Rồi KM58 màu nâu tây này. KM58 nâu tây. Kèm theo số điện thoại cho em. Ai? Ghi sổ, ghi sổ. Thế, em ơi, mọi người đến nhà em, mọi người bây giờ còn không dám đến nhà thì mỗi lần đến lại mất tiền triệu. Mỗi lần đến lại mất tiền triệu luôn ạ. Có nghĩa là hàng xóm cũng dám sang nhà luôn ạ, sang là mất tiền. Cứ sang lại mua mà mỗi lần mua là không phải mua ít đâu nhá. Với hộ em không sang, mà sang mất nhiều tiền. Đấy, cứ sang, ví dụ như là định mua tầm 1 triệu nhưng sang lại phải mua tầm 2 triệu tiền quần áo. Nên mọi người bảo thôi chị chẳng dám sang nhà mày tốn tiền lắm. Đằng ngắn em còn ít thôi chị ơi, đằng ngắn còn ít nhá. Đây ạ, đây một nâu tây mã KM58, quần mã Q069 chị ơi, quần là mã Q069, áo là KM58. Rồi chuyển mẫu luôn chị ơi, màu vàng rồi đơn CV30 lúc chiều nhỉ. Ok chị, chân máy CV30 là sale là bao nhiêu tiền nhỉ? 290 đúng không? 290.000. Đây em thử mặc các chị xem chân váy luôn nhá. Đấy chứ ạ. Đây ạ, mặc áo lên chân váy chị. Mặc áo này với chân váy cũng đẹp mà. Xem hộ chị xem còn size gì đây. Chân váy mã này là chân váy mã CV30. Để chạy chân váy bò hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Còn có mấy cái à? Còn có mấy cái thì cũng lên luôn chứ lại để mặc lần à. Còn cái nào cũng phải lên luôn. Đen còn 26. Bây giờ chị bốc hộ em luôn mấy cái set bộ đây đây. Cái bộ đây, bốc vào gốc hết rồi. Không biết là còn sai số với màu như thế nào thì tốt nhất là cứ bốc vào đây cho nó lành. Em mặc cái này với lại cái áo khác đi. Được chưa? Mặc chân váy với áo khác luôn nhá, kiểu ngắn ngắn này luôn cho xinh. Đây này, mặc con bồng bồng vai này cũng đẹp này. CV đi, à quên, à, lên cái mã ấy gì nhỉ? KM. KM. Đây này. Đấy chưa? Áo này các bác mình sơ vi cũng đẹp nhá. Đấy chưa? Đây cũng là lên bông sơ vi, nó sẽ là pha tay sơ mi. Dạ, nó sẽ là pha tay sơ mi, các bác lên đơn hàng. Áo em mặc là KM59. Đấy, áo này dưới 60 cân các bác nhá. Áo này các chị từ 43, 44 cân đến 60 cân đổ về. Chân váy là CV30, còn size gì Huỳnh ơi? Xanh. Xanh còn size gì? 628, màu đen còn 26 chị ơi. Màu xanh còn size gì? 26, 28 đúng không? Rồi. Chân váy này các chị có mình là mã CV30. Là màu xanh em còn size 26 này và size 28. Size 26 chút đó các chị 50, 51 đến tầm 52 cân đổ về là tùy chiều cao. Còn size 28 chút đơn các chị tầm 56, 57 cân đến tầm 60, 62 cân đổ về em chốt đơn nhá. Mã hàng là CV30. Chốt đơn các bác là 290.000 một chân váy. Hàng chân váy bò hàng đẹp các chị nhá. Chân váy bò hàng đẹp cho em. Các chị lên đơn hàng cho em một cái số điện thoại. Chân váy là CV30. Còn size 26 và size 28. Áo là mã KM59. Đó, áo là mã KM59 cho em các chị lên đơn. Áo này em có đủ màu luôn. Cũng là hàng FC. Đấy chạm hàng FC cho em và mắc kiểu mắc hoa trà ấy. Chọn màu này các chị này, có cả màu rêu này. Ok, chạm màu rêu cho em rất là xinh, kiểu áo này lên bông tô ghi và dòng kiểu cách cho em nhé các chị nhé.
được chưa? Nó sẽ pha sơ mi như này, các chị lên đơn. Chọn màu rêu, các chị chất lên này. Đó, chất lên đẹp các chị yêu nhá. Em mặc là màu vàng, màu hồng này, màu đen và tông màu xanh các chị nhá. Chọn màu em với áo chốt đơn các chị tầm 60-62 cân đổ về tùy chiều cao. Chân váy là CV30. Q218 là cái gì nhỉ? Huyền ơi, chị cái 26 nhé, cái này đẹp à? Cho chị Huyền mình cái xe 26 luôn đi, cất luôn. Ờ, gửi đâu rồi chị ơi? Ơ? Đơn chuyển khoản, chị chuyển khoản em để mình đi luôn. Ờ, để cho chị luôn chưa? Phần rồi. Để cất đi rồi. Phần rồi, cất cho chị rồi. Cất rồi, chị ơi lấy xem cho cách xem túi của nó. Phải cho cách xem cả túi mát của nó luôn nhá. Huyền ơi, bê đi rồi. Mang đây một đưa chiếc. Đưa hàng đây, đưa hàng đây một chị. K58 có màu xanh này, màu đỏ, màu vàng và màu be. À, nâu tây là mẫu chị Nguyễn Hồng Loan nhá. Rồi CV30, CV30 size 26. Thì đây có size 26, 28 có cả màu đen. Chưa tìm, chưa lấy màu đen đã bóc đi rồi. Màu đen, màu đen đây có à? Chưa, với màu đen là có size gì? 26 rồi. Nguyên 26 đúng không? Màu đen này còn nguyên size 26 rồi. Đen này còn nguyên size 26 các chị nhá. Lấy bác nào vừa size 26 chốt luôn cả màu đen đi. Chị Huyền Bình lấy cả màu đen luôn này. Màu đen thì cũng dễ mix đồ các chị nhá. Ờ, thế lên set chị dồn đơn chuyển khoản. Ok. Ok tình yêu. Đây, màu xanh đây các chị này. Để chạm toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Đó, tin đây còn bò thổ nhá. Quên mất chưa lên bò thổ đấy. Hôm nay về nhiều mã quá. Quên sừ nó mất rồi. Đây, các chị ơi chọn màu hồng này. Để chạm mãi là mã kiểu nhá. Tay kiểu tên tiêu hiệu cho em ấy. Ta rất là xinh luôn. Mã hàng là KM59, 179 một áo. Mã này 179 đồng một áo, mã KM59 vào kèm cho số điện thoại cho em. Ờ, lên set bò đi em rồi, ok chị. Set bò đây. Set bò mà hơi lâu. Lấy set bò em có màu à? Ơ. Huyền ơi. Dạ. Lấy set bò à, đây, màu đậm đây. Đủ à? Đây này có SM. Đấy dạ, set bò này có hai màu. Set bò có hai màu luôn thì các chị đợi em một chút nhá. Nhiều mẫu lắm thì các chị cứ bình tĩnh đã. Chân váy là CV30, bác nào chốt màu đen đi. Có cả màu đen khói. Màu đen khói chứ không phải màu đen xì đâu các chị nhá. Màu đen khói, màu rất là đẹp luôn. Bây giờ em tiện thể thì em lên các chị đừng cất quần đấy. Bây giờ lên các chị một ít quần bò thổ đã. Lên cho các chị yêu một mã quần bò thổ đã. Q831 cho em. Các chị này mã mới về nhá. Mã quần là Q831 cho em. Các chị lên đơn hàng. Xét cổ vét về chưa? Đây, đây, lên xét đi. Lên đi. Đấy cái đấy đủ size tố. Vẫn SML. Đây. Hai màu. SML. SML. Có luôn. Thế thì lên set đã nhá. Trời ơi các chị ơi, quay em như trong trống cái này. Đây rồi. Đây. Rồi KM59 chốt đơn luôn. Chị Cậu Ánh KM56 ok. Chị Tạ Dung có này. Bây giờ lên luôn set này nhá. Mã này thì có đủ size SML này. Đủ size SML các bác mình lên đơn hàng kèm theo số điện thoại cho nên là các chị chốt đơn nhá. Siêu xinh luôn. Cái set này là có đủ size số. Mã này bác nào mà thích kín hơn thì các chị mặc thêm cái áo bra ở bên trong. Cái áo không được đâu nhỉ. Chị mặc 34 mà. Chị ở đây mặc 34 đấy. Ra lên set này nó hơi bị lâu cho em hơi lười ấy. Em chỉ thích bán áo phông thôi. Áo phông với áo len. Len một size càng dễ bán. Chị mặc cái này đẹp. Chị dưới chị mặc cái này nhẵn. Nhiều hợp đấy. Đây, màu này chốt luôn nhá. Ok chưa? Mã này các chị comment là mã tiếp theo là mã KM đi. Vẫn là KM nhá, KM60. KM60 và kèm số điện thoại. Mỗi em có size S, size M, size L. Em chút đơn các chị tầm khoảng là 47 cân nhá các chị nhá. 47 cân đến tầm 51 cân, 52 cân tùy chiều cao. Size M chút các chị tầm 55, 56 cân và size L chút các chị tầm dưới 60 cân. Các chị lên đơn hàng. Mã sản phẩm là KM60. KM60. Em tặng mọi người hôm nay là 390.000 đồng một set. Ok chị ạ, 390 một set. Thì em có cả màu đen đến màu nâu các chị nhá, hai màu cho em. Bộ này 62 cân tùy chiều cao vẫn mặc được size L, chị ơi chất co giãn mà. Chất liệu co giãn cho em. Đó quần này sẽ là cạp cao nhá. Em mặc size S đấy chị ơi. Em là mặc size S.
đẹp nhở, trông rất là xa luôn. Mỗi này các chị đi giày thể thao hoặc đi giày cao gót hoặc đi giày bệt đều đẹp luôn. Nói chung là dễ, cái set này rất là dễ mix và đang rất là hot luôn. Có cả màu đen các bác nhá, có cả tông màu đen, 390.000 một set ạ. Mã sản phẩm là KM60 đúng không? KM60 các chị chọn cho em màu đen nữa nhá. Màu đen và tông màu nâu hai màu. Đen và màu đen. Này, cạp vào cao các chị này, áo ngắn ngắn mà cạp cao cho em. Các chị lên đơn hàng cho em một cái điện thoại chất để dã man luôn và chất liệu co giãn cho em. Tầm 62 cân đổ về các chị cũng mặc được nhưng mà tùy chiều cao nhá. KM60. Nói chung là mẫu này em còn mấy set thôi, các chị chọn luôn cho em, cho em cắt mẫu luôn nhá. Chọn được cân mẫu, chị nào thích mặc kín hơn các chị mặc thêm một cái áo bra ở bên trong nữa hoặc là áo hai dây bên trong nữa. Đấy, các chị sợ bị hở ấy hoặc là các chị để mà cẩn thận hơn các chị về làm thêm một cái cúc bấm ấy. Cái cúc bấm cho em cũng được. Nếu không đến mặc cho em thế này này. Đấy chứ không vấn đề gì. Mã hàng là KM60 ấy chị nhá. KM60, cách số điện thoại cho em. Bộ mã set này form chuẩn luôn, em cảm ơn chị Hải Phan. Rồi em tặng mọi người nốt hôm nay sẽ là 390 nhá. KM60 chọn màu nâu và KM60 chọn màu đen. Bác nào thích màu đen còn mấy set nhỉ? Đen em còn nhiều hơn màu nâu chị ơi. Đen nhiều hơn nâu à? Ờ. Màu đen chị lấy nhiều hơn. Màu đen nó dễ, kiểu là ai cũng mặc được màu đen này này. Đây em thử màu đen luôn nhé các bác nhá. Thử màu đen các bác gắm cho em màu nâu đi. Màu đen hôm trước cháy rồi mà về bù thêm. Màu đen về bù đúng không? Ok. Màu đen là về bù hàng, hôm trước là cháy màu đen. Set để đi dép cao cũng được, mà đi dép lê cũng được. Đấy, đi thể thao cũng đẹp. Dạ. Set này à, rẻ quá luôn ấy, tại vì các chị đi may nó phải rơi tầm khoảng 700-800. Những cái chất như này. Đây ạ. Chị ở chốt lên cho màu đen nhé các chị nhá. Chốt cho em màu đen và kèm số điện thoại cho em. Siêu xinh luôn, lấy cho em một cái túi nào. Trời ơi, cái này cầm thêm một con túi này. Đấy chạy, cầm cho em thêm một con túi. Các chị lên đơn hàng nhá. Mã này các chị comment là mã gì nhỉ? KM60 đúng không? 60. KM60 cho em tông màu đen. Đó, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Siêu xinh luôn các chị này. Mã KM60 nhé các chị nhá. KM60 cho em tông màu đen. Cách số điện thoại cho em. Chốt trên này thì em sẽ là 390.000. 390.000 đồng một set. Trời ơi, đầu tóc còn đợi bù xù này. S các chị tầm 52 cân. Để chạy S dưới 52 cân em chốt. M các chị đến dưới 56 cân. L các chị dưới 62 cân em chốt đơn hàng. Đó, lên mã lên đơn, cách số điện thoại. Set này rất là gọi là sang chảnh luôn các chị ơi. Màu đen màu nâu các chị nhá. Đen nâu hai màu. Comment cho em xin mã hàng và số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn. Đó, nó còn rất là ít thôi. À thế à, thứ bảy mình đặt bao nhiêu áo mà không được chốt đơn à? Liên lạc hộ em với. Nhớ mã hàng liên lạc hộ em với nhá. Lên set bò luôn, ok chị Bích Thỏ. Đây set bò đây các bác này. Set bò lên luôn nhá. À từ từ đã lên, các chị nhìn nốt cái màu này đã. Màu này có cả màu xanh với lại màu hồng nữa. Xanh với hồng tím. Ô xanh hết sẽ à? Hết rồi chị. Xanh hết S rồi còn M nữa. Xanh hết sẽ S rồi còn M nữa các chị này. Màu xanh rêu cho em nhá. Rêu của kèm số điện thoại xem còn sót tí nào sẽ không. Xanh mờ chị mặc hơi rộng ấy, sợ rộng bụng này. Đấy, các chị ơi, bác nào chốt màu xanh các chị lên đơn nhá. Thì có cả màu hồng tím đi. Các chị mình chọn màu em, mã này em cũng đặt là KM60. Vẫn là KM60, chọn cho em ạ, đen, nâu, xanh và hồng. Đấy chứ, hồng là hồng tím các bác nhá, hồng là hồng tím cho em. Đây các chị này, màu xinh ơi là xinh luôn. Bảng màu hot nhất của năm nay. Đấy chứ, bảng màu hot nhất của năm nay luôn các chị lên đơn hàng. Là gì ạ, KM60. KM60 và kèm cho số điện thoại cho nên là các bác mình chốt đơn hàng các chị nhá. Đây màu này các chị này. Màu siêu đẹp luôn, em thử các chị xem cái màu này luôn. Vẫn là KM60 đi. Thì các chị chọn luôn cho em màu màu xanh với màu hồng tím. Đấy chứ, xanh, hồng tím, màu đen, màu nâu, 4 màu, em lên 4 bảng màu với các chị nhá. Đấy cũng là vào một mã này luôn. Chị Hiền Bình lấy cái màu này cũng xinh này. Màu này nhìn trông ăn chơi cực kỳ luôn. Nhà mình mà đi chơi mà cái set này có thể ăn rảnh đấy chị nhỉ? Hợi hào phỏng luôn đấy chứ.
nhìn ảnh nó lại muốn đi chơi rồi. Cái bị mà K20 20 bay lắc được khoảng 3 con. Thấy á? Cháu gấu với xe chưa? Thế à? Các chị nhìn cái màu này. Đấy chứ ạ, màu đẹp các chị nhá. Mã này là KM60 60 cân có vừa chị ơi. Đây mình chọn cho em màu này, em gọi là màu hồng tím nhá. Tay vai của nó hơi bồng một chút cho em. Đấy chứ ạ, rất là sang chảnh luôn ạ. Mã sản phẩm cho em là KM60. Chốt trên này thì em sẽ là chị ạ 1m45 và 44 cân không vừa chị ơi, bị rộng nhá. Thì bạn này chốt đơn các chị tầm 47 cân đi. 47 cân đều đổ lên đến tầm khoảng là 62 cân đổ về em chút đơn. Thì chạm 47 cân đến 62 cân các chị lên hàng này. Mã sản phẩm cho em là KM60 kèm theo số điện thoại ạ. Thì chạm lên eo gọn cực kỳ luôn các chị ơi. Lên eo gọn các chị ơi nhá. KM60 chọn cho em màu hồng tím. Và dạ KM60 chọn cho em màu xanh. Thì chạm màu xanh là rêu đậm các chị nhá. Xanh rêu đậm cho em. Thì mẫu này em chỉ còn size M đúng không? Còn size L không? Dạ, còn ML các chị nhá. Hả? Cái này đang hết size S này, bây giờ còn M với L. Mã này là em tặng mọi người nốt là 390 cắt mẫu luôn nhá. 390 cắt mẫu luôn. Đó. Chịu răng hay không vừa đâu em ơi. Em mặc nó sẽ không vừa nhá. Chị Đông Vũ có này, Quý Phan Thị chốt màu hồng tím KM60. Đấy chọn màu rêu thì mẫu này em đang hết size S. Em mặc size S thì nó vừa hơn là size M em mặc bị rộng cho nên là không lên form được đẹp ý. Thì mọi người chốt luôn em màu xanh nhá, xanh thì còn ML. Hồng tím thì có S, ML 3 size. Đấy, hồng tím của KM60, S, ML 3 size. Lên mã sản phẩm kèm các số điện thoại cho em là các chị chốt luôn hàng. Để chọn siêu xinh luôn cái màu này. Tụi em chuyển mẫu các chị nhá. Chuyển mẫu bò luôn, túi em cầm 350 chị ơi. Túi em cầm là 350. Màu của nó là màu rêu đậm nhá chị nhá, màu rêu đậm cho em. Để chọn túi rất là sang luôn các chị này. Túi mã này là mã bao nhiêu nhỉ? Rồi em chuẩn không nhớ lên mã túi này mã bao nhiêu rồi. Các chị ơi, túi xinh quân. Đấy chị ạ, nửa tiếng em bán túi chiêu nhá. Đấy, túi là mã gì em không nhớ. Em không nhớ mã túi đến mã bao nhiêu rồi. Đến mã cho em là hôm nay lên mã 5 đi nhá. Mã 501 cho em đi. Túi là mã đầu 501 cho em. Đối ca 160 các chị lên đơn. Mã túi là mã 501 350.000. Size này của em sẽ là size 25. Size 25 cho em. Ok chưa? 25 hay 30 ta? Thế hả? 28. Ừ, size chắc là size 28. Được chưa? Size 28 cho em. Mã túi này các chị comment cho em ạ. Mặc màu xanh đi em. Xanh em mặc rộng chị ơi, em hết là S rồi. Em dơ thôi, form như nhau hết thì nó khác nhau cái màu. Các chị thích màu nào thì em màu đấy. Thích màu nào mình nghe màu đấy cho em với. Rồi túi này các chị comment là mã 501 nhá. 350.000 các chị nhìn túi xịn nha các chị này. Đấy chị ạ, toàn bộ túi hàng Quảng Châu. Ok chị ạ, toàn bộ túi hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Em tặng mọi người 350. Chốt trên live stream 350.000 đồng ạ, một dây này. Đấy các chị ơi, dây này của nó bằng dây dài ấy chị nhá. Đây là sách tay này có dây dài, các chị nhìn cho em nắp túi của nó luôn này. Ok chị, nắp túi của nó luôn. Con này là 350 các chị lên đơn. Túi là mã 501. Túi là mã 501 các chị lên đơn hàng. Đấy, quần bò thổ đi chị, đợi chị một tí em ơi. Túi chưa là mặt 501 nhá, tí em lên túi sau nhá. Đấy, mặc cái set này lên túi lại gọi là hết nước chấm luôn. Đấy, rồi ôi set này cầm một túi set gọi là xịn sò luôn này. Tiếp theo mã này là mặt 502 nhá, cũng là màu rêu cho em này. Mã 502 trên màu rêu. Các bác lên đơn hàng ạ, mã 502 kèm với số điện thoại. Size này của em là size 25. Ok chị ạ, size 25 các chị lên đơn nhá. Mã sản phẩm cho em là mã 502. Mã 502 cho em ạ, 350.000 một túi. Các bác lên đơn hàng này, 350. Mã 502 màu rêu đậm. Mã 502 màu rêu đậm các chị lên đơn hàng ạ. Mã 502 và kèm số điện thoại cho em, 350. Mã 502. Áo phông thì em lên sau chị ơi, bò thổ lại em một chút. Mã này mã 502 cho em nhá. 502, 350 này. Tiếp theo mã cho em mã 503. Đấy đây giá của chị luôn đi. Mã 503 cho em màu nâu các chị ơi. Mã 503 màu nâu 350.000 mã 503, mã 502 này. Đấy. Mã 503 cho em. Mã 503 là 350 cũng là túi size 25. Túi 2 size 25 cho em ạ. Mã 503. Các chị nhanh nhé, tại vì mẫu này em không có về được nhiều đâu ạ. Mã 503 tiếp này. Tiếp theo cho em mã 504. Trời ơi, mã 504 màu đen. Mã 504 màu đen. Các bác lên đơn hàng ạ, mã 504 kèm giữa các chị lấy ngăn này. Để chạy túi da mềm, các chị ơi, da xịn sò luôn cho em. Mã 504 cách số điện thoại cho em 350.000. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Chỗ em để dành sách mặt rồi, trời ơi, nhớ quá. Đi chơi thôi, em có màu xanh.
Thế á? Ừ. Hay là mà thay cái gì vậy? Thôi em mặc một thay cái nhân viên em lại lấy mã này đồng phục rồi. Mặc nhóm. Các chị ơi, mã này là mã 503 đúng không? 504. Mã túi này 504 các chị nhá, 350. Túi 504, 350. Chị Xuân Hoa lên số điện thoại giúp em với chị ơi. Bích Thỏ 501, ok, chị Xuân Hoa có 503 này. 504, chị Xuân Hoa lên số điện thoại ạ. Tiếp theo cho em, ô con màu này xinh chưa? Màu lạ nhá, mã 505 cho em. Màu gọi là gần như kiểu là màu màu hoa cả ấy nhỉ. Con màu này xinh chưa? Lãng man này, màu này. Bãi chưa hỏng đẹp. Mã 505 cho em. Ok chị ạ, mã 505 kèm số điện thoại cho em 350 mã này ạ. 350 của mã 505 các chị nhá. Các chị nhìn toàn bộ túi hàng Quảng Châu xịn sò luôn. Mã 505. Size này của em là size 23 của mã 505 các chị ơi. Lên mã sản phẩm là 505 một cách số điện thoại cho em 350 các chị nhá. 350 của mã 505. Túi da mềm lắm luôn, người nơi đứng bên đây đi. Đứng bên này đi. Túi nã 505. Tiếp theo nã 506 màu trắng. Mã 506 trên màu trắng ạ. Lên đơn hàng là mã 506. Mã 506 và kèm số điện thoại cho em size 20. Size này của em là size 22. Size 22 của mã 506 các chị nhá. Ok chưa? Mã 506 kèm số điện thoại cho em là các bác mình lên đơn. Có nắp túi cho em này. Hai bên sườn có túi này chị này, nói chung là rất là nhiều khoang túi luôn. Mã 506 350. Mã 506 350 các chị lên đơn hàng. Được chưa? Các chị cố gắng nhá. Mã 506. Tiếp theo cho em một con màu cam mã 507. Mã 507 màu cam. Các chị ơi, toàn màu túi đẹp thôi, mã 507 các chị lên đâu nào. Ok chị ạ, mã 507. Size này của em sẽ là size 23. Size 23, mã 507 ạ. 507, size 23 các chị lên đơn. Các chị đặt, cố gắng đặt cho em tầm 4-5 mã nhá. Hết mã nọ thì mình có mã kia, các chị cứ cố gắng đặt một mã là sẽ không có hàng luôn ạ. Thì hàng này thì em cũng hết rất là nhanh. Mã 507 các chị mua con này rẻ nhất bên ngoài tầm 800 nghìn. Mã 507 cho em ạ. Tiếp theo lên mã 508. Ok chị ạ, mã 508 kèm số điện thoại cho em này. Em cho các chị nhìn bên trong của nó luôn nhé. Ok chị ạ, bên trong này. Mã 508, cách số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. Toàn bộ túi xịn hàng Quảng Châu. Đấy chưa, khóa này. Đấy, cái ngăn này cũng có khóa cho em này. Xinh ơi là xinh luôn, mã 508 nhá. Đấy, khóa nắp túi bên ngoài này. Khóa bên trong, khóa bên ngoài bên trong. Cái này trộm gọi ở cụ luôn. Mã 508. Ok chị ạ, mã 508 kèm số điện thoại. Size này của em sẽ là size, được chị ạ, size gì nhỉ? 35. Size 35 cho em các chị ơi, da mềm nhá. Ok chưa? Rồi, hôm nay có thêm các chị này. Mã này 350. Mã gì? Mã 508. Mã 508 kèm số điện thoại cho em 350 các chị ơi, màu đen, da mềm, da xịn các chị này. Da mềm sụ luôn. Ok chị ạ, mã 508 cách số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn à. Tặng các chị 350. Tiếp theo cho em mã 509. Yêu có màu xanh nữa luôn này. Cái này có giống cả không khác nhau nhỉ. Màu xanh khác khác một chút này. Mã 509. Mã 509 có xanh nhũ nhũ cho em nhé. Kiểu hơi hơi gọi là nhũ nhũ cho em một chút. Mã 509. Ok chưa? Mã 509 kèm số điện toàn bộ túi bản to cho em. Đó, toàn bộ túi bản to cho em. Con này của em là size 23. Ok chưa? Size 23 các chị lên đơn hàng ạ. Mã 509. Mã 509 kèm số điện thoại cho em 350 các chị yêu nhé. 350 một túi, mã hàng lên đơn và kèm số điện thoại. Tiếp theo cho em ạ, mã 510. Mã 510 màu nâu. Lên mã sản phẩm và cách số điện thoại cho em màu nâu tây cho em. Nâu tây xinh chưa các chị này. Em ơi dã man, size này của em là size tầm khoảng size 28. Tầm khoảng size 28 các chị ơi, phê chưa? Mã năm bao nhiêu em? 510. Mã 510 và lên số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng. Siêu xinh luôn, 350. Đó, mã 510. Em lên túi cho nhanh nhé các chị nhé. Ủa lên một ít túi xanh nhỏ đi. Mã 511 cho em ạ. Tiếp theo mã 511 các chị lên đơn hàng này. Các chị nhìn qua cái form túi cho em. Về nhận hàng sờ chất da các chị nhé. Về nhận hàng sờ chất da cho em này các chị ơi. Mã 510 cho em 350 một túi. Size này của em sẽ là túi size 30. Túi size 30, mã 510. Đó, mã 510 đúng thật em còn chị ơi. Đây là mã 510 kèm số điện thoại hả? 511. À 511 mã này nhá, em nhầm nhá. Mã này là mã 511. Mã này là mã 511 cho em. Màu này gần như kiểu màu lòng tôm ấy. Này, xinh chưa? Màu rất sang luôn. 350.000 các chị mua giá này quá hời luôn.
giá ngoài một gấp đôi luôn, có khi gấp ba ấy các chị ơi. Rẻ nhất con này phải ngoài 8-900. Đó các chị nhá, em tặng mọi người là 350.000 mã 511. Mã 511 set em mặc là 390. Set em mặc là 390. Ôi một con màu đen, à một con màu này màu gì? Màu rêu à? Màu rêu đậm cho em. Mã 512. Ok chị ạ, mã 512 kèm theo số điện thoại này. Khoe chưa các chị ơi, 350 luôn. Mã 512 cho em nhá. Được chưa? Mã 512 cách số điện thoại cho em 350.000. Dây dự phòng này ạ, dây dự phòng bên trong này. Tất cả túi hàng Quảng Châu các chị lên đơn nhá. Mã 512 350 các chị lên đơn ạ. Bộ em mặc là may quần dài đi em à. Chắc là tháng sang thu là bắt đầu có quần dài rồi. Đây là mã 512 các chị nhá. Mã 512 cho em 350. Các chị lên đơn mã 512 này. Không, thì kia đâu, thì sẽ cho đâu. Tiếp theo mã 513, một em màu kem kem à. Mã 513 cho em ạ. Mã 513 kèm cho số điện thoại cho em 350. Ôi này, túi của em là size 23 các chị nhá. Túi size 23, 350. Mã này các chị comment là mã 513. 513 kèm số điện thoại cho em ạ. Hết rất là nhanh, các chị cố gắng săn nhanh cho em với. Mã 513 nhìn qua thôi, không cần phải nghĩ chất da nhá. Chỉ nhìn qua cái form là mình thích thôi. Mã 513 cho em 350 này. Mã 514 cho em. Màu đỏ đô, trời ơi màu đỏ đô này. Trời ơi hợp người hợp thời điểm luôn. Đấy chứ ạ, màu đỏ đô cho em các chị yêu. Mã 514 đúng không? 514 màu đỏ đô cho em các chị này. Đấy chứ ạ, siêu phê luôn. Mã 514 cho em nhá. Đây. Đấy chứ ạ, mã 514 kèm số điện thoại cho em 350. 350. Size này của em là size 25 các chị nhá. Size 25 cho em 350, mã 514. Mã 514 các chị lên đơn hàng cho em kèm theo số điện thoại mã 514 này. Tiếp theo cho em mã 515. Mã 515. Rồi cho em. Mã 515 xinh nhỉ. Để chạm mã 515 cho em này. Con này nhỏ nhỏ xinh xinh chắc là tầm từ size 23. Size này size 23 cho em mã 515 các chị nhá. 515 kèm theo số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng. Để chợ VIP ơi là VIP luôn, 350, mã 515 cho em. Mã 515 kèm theo số điện thoại cho em 350, mã 515. Lên tiếp cho em mã 516 màu đỏ đô. Mã 516 màu đỏ đô các chị lên đâu nào. Mã 516 cho em ạ. Dạ em bao chất mềm luôn. Để chợ tất cả đều là hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Mã sản phẩm là mã 516. 516 và kèm theo số điện thoại cho em 350.000. Size này là size 23 các chị nhé, size 23 cho em mã 516 màu đỏ đô. Mã 517 cho em tiếp theo ạ. Em lên nhanh mã túi để tí lên quần áo tiếp nữa các chị nhé. Rồi, màu bò đó chị này. Ok, chợ màu bò mã 516 cho em 350. Đúng rồi, tiền nào của đấy sự luôn, đá, giá đẹp luôn các chị nhé. Mã 516 cho em các chị lên đơn. Mã 516 cho em các chị lên đơn hàng này. Nhỏ nhỏ xinh xinh size 22. À 517. Mã 517 nói luôn, hộ chị nói to luôn cho chị cái. Mã 517 cho em, để ý chị cái mã hàng nhá. Mã 517 cho em 350 các chị ơi. Mã 517 350. Tiếp theo mã 518. Ui. Mã 518 này, đỏ đô này xinh chưa? Mê quá các chị ạ. Size 30 cho em. Các chị nhá, size 30 cho em mã 518. Em ơi khoe chưa? Mã 518. Đắt nào nhanh tay mình có. Ok chưa? Một chiếc duy nhất mã 518 cho em. Mã 518 màu đỏ đô size 30. Lên đơn hàng cho là mã 518 và kèm cho số điện thoại ạ. Quá đồ này về quan siêu phẩm. Ôi các chị ơi. Được chưa? Lại nhức cái đách luôn này. Em ơi mã 519. Gọi là cứ mờ êm mê luôn đấy các chị ơi. Mã 519 cho em. Mã 519 có 2 dây nhá. Một dây sách và 1 dây xịn, một dây dài cho em các chị nhá, làm cho em hai kiểu dây cũng được. Ok chưa? Mã 519 kèm theo số điện thoại cho em là các bác mình chốt đơn hàng rồi 350 luôn. Ok chưa? Size này của em sẽ là size 30 các chị nhá, size 30 cho em mã 519. Size 30 của mã 519 các bác mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em, màu đỏ đô bên ngoài mã 519. Mã 519 đúng không? Vâng, 519. Rồi mã 519 cho em. Mã 519 kèm số điện thoại cho em 350 của mã 519. Phê chưa các chị này? Đấy chứ ạ, nhìn cho em cái bản da của nó này. VIP ơi là VIP luôn, mã 519 nhá. Chữ là chữ theo hết này. Đấy chứ ạ, toàn bộ chữ theo hết cho em mã 519. Tiếp theo cho em mã 5, 5, à, 520. 520. 520.
Ok chị ạ, mã 520, cái này là khóa bên ngoài chị này, khóa bên ngoài cho em. Mã 520, cái gì mà cứ chẹp chẹp cái mồm vậy. Đẹp quá. Đây mã 520 cho em đó chị ơi. Mã 520 của em là size 25. Size 25 của mã 520 350. Size 20 có nhiều lắm chị ơi. Size 20 có em là túi bản bé, ngày mai em bán nhá, hôm nay bán túi bản to, ngày mai bán túi bản bé sau. Mã là mã 520. Màu đen. Được chưa? Vip size luôn mã 520, size 25. 25 hoặc 28 ấy nhỉ? 25. Size 25, mã 530 nhá, à 520. Mã 520 350, mã 520. Các chị lên nhanh của em rồi. Tiếp theo mã 521 này các chị này. Mã 521 màu nâu tây. Mã 521 cách số điện thoại ạ. Mã 521 màu nâu tây các chị lên đơn nhá. Không cái nào giống cái nào. Được chưa? Mã 521 cho em. Kèm theo số điện thoại cho là các bác mình chốt đơn hàng màu nâu, nâu tây cho em, nâu đậm đậm đấy các chị ơi, màu đẹp nhá. Sang cực kỳ luôn. Mã 521 350, mã 521 cho em. Phê lắm, về nhận hàng kiểm tra chất cho em. Được chưa? Kiểm tra chất cho em. Mã 521 các chị lên đơn này. Ok chị ạ, đây cho các chị xem gần cái chất da các chị nhá. Mê ơi là mê luôn mã 521 ạ. Form này, lên đẹp này. Mã 521 cộng số điện thoại cho em 350. Tiếp theo cho em mã 522 một em màu đen nữa luôn. Con này giống giống em màu nâu đúng không? Đây mã 522 nhá, 522 màu đen. 522 màu đen size 28. Mã 522 màu đen. Các chị cứ lên mã hàng cho em với. Mã 52 mấy? 522. 522 màu đen kèm số điện thoại cho em mã 522. Đấy chị ạ, siêu xinh luôn 350. Mã 522. Các chị ơi, chất nói chung là cái quang của cái túi này nhá, nó rất là nhiều ngăn luôn mà cái ngăn của nó còn khóa túi như này. Đấy chị ạ, các chị đừng đồ đạc điện thoại, nói chung là những cái dòng túi công sở này ạ, chất tai bao đẹp luôn, mã 522 đúng không? 350, mã 522 ạ. Tiếp cho em mã 523 màu xanh lạ các chị này. Mã 523 màu xanh lạ cho em. Mã sản phẩm là mã 523 cách số điện thoại cho em 350. Cũng size 28. Cũng size 28 chữ theo. Mã 523 nhá các chị yêu nhá. Mã 523 350.000, mã 523. Đấy màu xanh lạ này các chị này. Nó giống như màu đen vừa xong với màu nâu ấy. Đây là màu xanh cho em. Mã 523 kèm số điện thoại ạ. Tiếp cho em mã 524. Màu đen. Mà không phải màu màu. Không hẳn là màu đen, có màu chì. Màu chì cho em mã 524. Mã 524 350, mã 524. Màu chì các bác nhé, màu chì cho em này. Mã 524 và kèm số điện thoại ạ. Ok chị ạ, mã 524 và lên số điện thoại cho em 350.000, đúng không? Không. Thế mà có hai cái mã 524 nhá. Có hai chiếc của mã 524. Bác nào chốt 524 lên đơn, em có hai cái nhá. Có hai cái mã 524 này. Siêu xinh luôn mã 524. Tiếp theo mã 525. Ôi mê mẩn cuộc đời. Để chạm mã 525 cho em màu sang nhờ. Nói chung là đợt này về lô ạ, không chê được thế nào luôn. Mã 525 cho em. Mã 525 lên số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng nhá. Mã 525. Size này của em là size 25. Size 25. Mã 525 cách số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. Các chị nhìn này, VIP chưa? Mã 525 nhá, 350 của mã 525 size 25. 525. Chị Hương Nguyễn comment sai mã rồi. Đấy comment sai mã không liệt đơn hàng, nhưng 529 tí nữa cho nó sẽ là mã khác đấy ạ. Còn đây là mẫu 525 cho em. Mã 525 cách số điện thoại cho em 350. Mã 525. Tiếp theo cho em mã 526 màu đen. Mã 526 màu đen. Ok chị ạ, mã 526 màu đen các chị lên đơn hàng này. Mã 526 kèm theo số điện thoại cho là các bác để chốt đơn nhé các chị nhá. Có dây cầm này các chị này và có dây đeo. Đấy chị ạ, có cầm có đeo các kiểu luôn. Các chị mình thích kiểu gì các chị mình lắp. Ô con này còn hai dây luôn. Một dây to, một dây nhỏ luôn các chị yêu nhá. Một dây to, một dây nhỏ các chị lên luôn nào. Mã hàng là mã 526. Mã 526 toàn bộ túi hàng Quảng Châu cao cấp. Trời ơi đẹp đã luôn. Mã 526 350 các bác mình lên đơn hàng nhá. Mã 526 cho em 350.000 màu đen, size 28. À size 25 hay size 28 nhỉ? Mã 526 cho em. Bộ em mặc là mã KM60. Bộ em mặc là mã KM60. Tiếp theo một con bản là màu da màu lạ các chị này, màu lạ này. Mã KM. À quên, mã bao nhiêu nhỉ? 527. Mã này mã 527 cho em. Mã 527 kèm số điện thoại ạ. Ok chị ạ, mã 527 và kèm số điện thoại cho em 350, mã 527. Size này của em là size 28 các chị yêu nhá.
Để chạy size 28 cho em. Size 28, mã 527 các chị lên luôn hàng. Ok chưa? Da mềm này. Đấy các chị ơi, mã 527 cho em. Mã 527 kèm số điện thoại cho em 350. Mã 527. Túi đựng điện thoại là kiểu như nào nhỉ? Túi bé hay túi to? Mã 528 một em màu đỏ đô nữa luôn. Mã 528. Mã 528 kèm theo số điện thoại cho em. Mã 528 các chị nhìn màu đỏ đô các chị nhá. Đỏ đô, mã 528. Đỏ đô mã 528. Chị Hành Hoàng ơi, bộ em mặc là mã KM60. Bộ em mặc là mã KM60. Còn túi này là mã 528 các chị ơi. Túi mã 528 cho em các chị lên đơn. Đấy, cả một set các chị ơi, lấy luôn đi. Túi này xinh chưa? Mã 528 các chị nhá. 528 của túi. Đáng giá em còn, bộ em mặc 390.000. Đây là mã 528 màu đỏ đô các chị nhá. Màu bên ngoài nó sẽ đỏ hơn trên line đấy. Cái line màu bị sáng hơn. Bên ngoài màu đỏ và sang lắm luôn đấy các chị ơi. Màu đỏ đô đẹp và sang lắm. Cái line bị sáng hơn một tông. Tiếp theo mẫu 529. Mã 529 cho em. Cái này có 2 con. Ờ có 2 con. Mã 529 có 2 chiếc các chị nhá. Ok chưa? Mã 529 có 2 chiếc các chị này. 529 350, mã 529. Đó, mã 529 350. Mã 529 350 bỏ thổ để em một xíu nhá. Em lên mấy mã túi cho các chị giấy dồn đơn đã. Mã 529 lên đơn hàng cho em kèm cho số điện thoại. Rồi có 2 chiếc mã 529 350 một cái. Xe 22 có nhiều đấy chị ơi. 22 thì đầy, 20 22 nhiều lắm. Túi to mới hiếm, túi bé thì đầy. Mã này lên cho em là mã 530. Mã 530 350 màu nâu. Đấy chưa? Mã 530 350 màu nâu, size này của em là size 30 các chị nhá. Size 30. Các chị là màu nâu tây này, xinh chưa? Mã 530 cho em nhá, 350. Mã 530 350 các chị lên đơn hàng này, nhìn nhăn của nó này. Ok chưa? Phê, lên tê phê luôn. Mã 530. Ok lên đơn hàng nhá. Mã 530 kết số điện thoại cho em 350 size 30 nhá. 350. Túi đều túi to thế rồi, túi nhỏ thì nhà em đầy. Về được cái túi to này mới hiếm chứ túi nhỏ thì nhiều lắm. Túi nhỏ hôm trước em về của nó gần 500 cái, 500 cái. Rồi tiếp theo lên mấy mã túi to đi, xong là lên túi nhỏ sau nhá. Mã 531 cho em màu đỏ, đỏ đô này. Mã 531 màu đỏ đô. Mã 531 đỏ đô, các chị lên đơn ạ. Mã 531 kèm cho số điện thoại cho em size 30. Size 30, size 2 từ từ đã chị ơi. Lấy cho mấy cái túi nhỏ size 22 đi, 20 đi. Đây đây. Đây túi size nhỏ nhiều lắm luôn đi. Mã này các chị lên đơn hàng là 531. Mã bao nhiêu? 531 à? Ừ. Mã 531 cho em. Chứ đồ hoa màu đỏ có luôn chị Hợi Nguyễn ơi. Mã này mã 531 nhá. Mã 531 kèm các số điện thoại trên màu đỏ, đỏ đô các chị nhá, đỏ đô không phải đỏ tươi đâu. Đỏ đô cho em. Đỏ tươi thì màu lại xấu, đỏ đô này mới đẹp các chị này. Đấy các chị nhá, mã 531 size 30. Mã 531 size 30. Các bác lên đơn hàng 531 kèm theo số điện thoại cho em. Siêu xinh luôn. Đây. Mã này túi size nhỏ đấy ạ. Túi size nhỏ thì rất là nhiều. Mã 532. Ok chưa? Mã 532 và lên số điện thoại cho em. Các chị chốt đơn hàng. Con này em tặng mọi người 299.000. Size nhỏ các chị nhá. Size này của em sẽ là size 18. Đâu? Ờ, tầm size 18. Tầm size 18 các chị nhá. Bác nào lấy lên đơn hàng. Ok chị ạ, dây bên trong các chị này. Mã túi này các chị comment là mã bao nhiêu em? 531 đúng không? À 532. Mã 532 cho em 299.000. Mã 532 là 299.000 đồng cho em ạ. Túi size 18. Túi size 18 mã 532. Ừ khác nhau. Mua lên 1-2 mã túi đi, không là lên quần áo đi. Mỗi mua lên tí thôi, mệt lắm lên túi, mệt lắm của nó bá lẻ. Tiếp theo mã 533 cho em. Con này là có con này xe 20. Ờ. Bao nhiêu nọ màu xanh? Cái bị đấy. Cái bị vũ vàng đi. À ừ, cái bị đâu rồi nhỉ? Bị ở trong cái đỏ. Đây. Các chị ơi. 533. Cái chị ạ, 299 đồng cho các chị ngày hôm nay nốt nhá. Mã 533 cho em. Mã này là mã 533 kèm theo số điện thoại ạ. Mã 533. Được chưa? 299 đồng toàn bộ túi của Mangola cho em. Để rất là đẹp luôn. 299. Mã 533 cách số điện thoại. Chị Lâm Như Mỹ lấy số điện thoại giúp em chị ơi. Mã 533 cho em nhá. Đây các chị ơi, mã này mã 534. Được chưa? Mã 534 các chị lên đơn hàng này. Mã 534 cho em. Em tặng lốt mọi người mã này là 320. Mã này là 320.000, mã 534. Được chưa? Mã 534 cách số điện thoại thôi, không lên túi đâu chị ơi.
quần áo đi, em lấy túi mệt lắm, không nói được luôn. Mỗi hôm lên một tí thôi. Mã là mã 534 cho em nhá. 534 là 320.000. 534 là 320. Túi size nhỏ mai em lên sau nhá. Được không ạ? Mệt thực sự luôn ý. Lên túi size lẻ khai này mệt lắm ý các chị ạ. Nó không có hàng ý. Lên tiếp quần áo các chị nhá. Lên tiếp quần bò thổ đi. Quần bò thổ với lên motor ghi nhá. Không rất nhiều luôn. Đấy, quần bò thổ em còn về hàng mà em còn chưa bán được đây này. Ước mải lên cái ấy là cái gì, cái túi. Đây lên quần bò thổ cho các bác này. Cái chặn thổ đây, thổ đây về thêm tiền nữa. Thôi để túi ngày mai em lên sau nữa nhá. Bây giờ lên bằng đấy mã thôi. Rồi. Tiếp theo lên các bác một cái mã quần bò giấy thổ. Được chưa? Siêu xinh luôn. Các chị nhìn hàng này. Dáng baggy cho em, dáng baggy. Quần này các chị comment là mã Q752. Mã Q752 các bác cho em xin một lượt chia sẻ với. Lên set bò đi em. Đợi em tí chị Bích Thỏ ơi. Em lên quần bò giấy đã nhá, xong thì em lên set bò sau. Nhiều cái thứ để lên lắm. Mỗi tội em không có đủ sức thôi. Được chưa? Bác nào mà livestream được các chị vào phụ em với. Chị nào mà có khiếu livestream hay là nói được các chị phụ em like nhá. Em đang cần người live stream cùng đấy. Thì một mình em không làm nổi luôn. Bộ em mặc là mã KM60 bốn màu nhá. Đây các chị đem quần bò thổ này các chị này. Ok chị ạ, quần bò thổ dáng bếp ghi cho em. Màu này là màu than các chị nhá. Hôm nay về cái màu than các chị này. Về được màu than cho em là Q752. Phải không nhở? 752, Q752. Dáng của nó là kiểu áo thổ ấy. Mở lợi ích 3 size. Cái áo có lớp tốt không? Cái áo có lớp tốt này. Mây đi, màu trắng. Vậy tao ở 26, chị áo mới hỏi, gọi luôn đi. Chị lên đây chứ là còn tương lai không được ra màu 26 này. Còn 3 màu à? Đấy, còn 3 màu thôi. Về 5 màu bây giờ còn 3 màu ấy này. Hết sạch cái xanh, màu đen với lại màu đỏ hết đúng không? Em đỏ hết. Bây giờ còn trắng, xanh cô ban với xanh lá. Không phải ghi đâu mà chưa rồi. Đây các chị này. Quần bò thổ các chị lên đơn hàng là quần là Q752 nhá. 289.000 đồng một quần. Quần là 289. Túi xách em vừa lên xong chị ơi. Áo là KM26. Áo là KM26, còn quần là Q752, quần dáng bách ghi cho em các chị này. Thế chứ ạ, quần này là 289.000. Quần này thì em chúc cho các chị phải tầm 47-48 cân nhé. 47-48 đến tầm 63 cân đổ với em lên đơn. Tầm 63-64 cân đổ với các chị mình chốt quần này vừa cho size M, chúc cho các chị thoải mái 55. L các chị tầm 60 cân, còn size XL các chị đến tầm 63-64-65 cân tùy chiều cao. Mã quần là Q752, 289.000 đồng, 3 size là M, L, X. Để chạm 3 size là MLXL, các chị lên cho em xin mã hàng và số điện thoại các chị ơi nhé. Lên mã hàng số điện thoại chỉ là các chị chốt đơn áo là KM26. Áo là KM26, em đang có màu trắng này, màu xanh lá và màu xanh coban. Để chạm trắng xanh lá với xanh coban, áo là 220 các chị yêu nhé. Áo là 220, quần là 289. Chị bông pin rồi, ok, chốt đơn Thu Hương Nguyễn có này. Túi sách lên rồi. Áo là KM26 đúng không? Áo là KM26. Được chưa ạ? Áo phông của Mezi cho em. Phông Mezi các chị nhá, KM26 các chị lên đơn hàng ạ. KM26 kèm theo số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh thêm trên lại số điện thoại với. Chị Hoa Huỳnh Đức có đơn ạ. Mỹ Hạnh để lại số điện thoại lại hộ em với chị ơi. Áo là KM26 á chị nhá. KM26 và lên số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng ạ. Siêu xinh luôn cái mã này này. Em bây giờ em còn có 3 màu ấy này. Được chưa? Về hàng vừa tối qua bây giờ gần hết rồi. Màu đỏ hết hàng chị nhá. Màu đỏ mã này em hết. Thế bây giờ các chị chọn cho em màu trắng, màu coban hoặc màu xanh lá này. Trắng coban hoặc xanh lá cho em. Áo này là 220, dưới 60 cân em chốt đơn nhá. 40 cân đến 60 cân. Màu trắng đây ạ.
Đấy chạm màu trắng này, quần là 782, mã Q782 là quần. Q782 là quần, còn áo là mã KM26. Áo là mã KM26, các chị lên đơn hàng nhé. Comment cho em xin đúng mã hàng một cách số điện thoại. Em lên áo báo đi, chị săn mãi không được. Trời ơi, lên nào cũng hỏi áo báo nhở. Nguyên tìm với chị cái mã nào áo báo ngoài kia còn hàng không? Chờ chị cái mã nào ngoài kia còn. Đây, phê ơi là phê luôn, các chị nhìn màu này. Để chạm màu xanh lá cho em nhé chị nhé. Xanh lá của màu xanh lá đậm đậm đấy. Dưới 60 cân, 40 cân đến 60 cân, 58 cân mét 60 vừa đẹp luôn chị ơi. Chị Phạm Trâm nhá, tại vì dáng này dáng crop top đấy. Dáng crop top cho em mới chọn cho em 3 màu là xanh lá này, xanh cô ba với tông màu trắng. Xanh lá, xanh cô ăn màu trắng cho em. Comment cho em xin mã hàng và số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn nhá. Siêu đẹp luôn các chị này. Đó, màu xanh lá cho em, màu trắng và màu xanh. Xanh lá, trắng và xanh coban. Quần là em mặc là Q782 màu than các chị này. Q752. Quần em mặc là Q752 màu than. Em có size ML, XL của quần. Quần dáng baggy cho em, săn gấu các chị nhá, săn gấu cho em. À, chị Giao Huy Linh Q752 comment lại mã hàng giúp em với. Trần Thị Bích Ngọc có đơn hàng KM26 màu trắng này. Đấy, bắt nào chốt xanh lá lên đơn đi. Trắng xanh lá này cũng đẹp này. Để chốt về hết hàng xanh lá luôn. Mình còn ở trên live cho mình chốt không bỏ. Đây này. Đấy, lên cực xinh luôn. Bác nào thích quần rộng rãi các chị mặc quần này cho em dáng baggy các chị yêu nhá. Quần này chốt đến 65 cân nhá. Quần chốt đến 65 cân, áo thì các chị dưới 60 cân cho em. Áo dưới 60 cân. 752 là mã quần nhá. Trần Thị Bích Ngọc có KM26 màu trắng này. Trắng xanh coban với tông màu xanh lá. Chị Phạm Trâm chốt xanh lá này. Q7 là mã gì chị Điền Dự nhỉ? Đây chị nào chốt xanh coban lên đơn nhá. Xanh coban lên đơn hàng cho em, mã hàng và kèm theo số điện thoại là các chị chốt đơn. Quần là Q752. Áo là KM26. Em lên các chị mã quần kia để lên tiếp với lại là cái quần Q162 còn đúng không? Lên quần Q162 còn này. Quần Q162 em còn hàng các chị nhá. Đây ạ, quần này chất thun tâm cho em này. Quần chất thun tâm mã Q162. Các bác mình lên đơn cho em. Quần có đủ size nhá. Riêng màu nâu thì hình như là màu nâu hay màu đen hết size M ấy. Đây ạ, bác nào nhận được quần này nha em chưa? Quần Q162. Quần này là 289. Quần bị 752 là 289. Giao Huy Linh, Đào Thu Hường có này. Khánh Đặng chốt đơn KM26 bộ coban. Chị Sầm Sâm Sâm ok, Sam Sam ok chốt đơn hàng nhá. Quần là Q752, áo là KM26. Bây giờ em lên các chị quần Q162 các chị này. Quần Q162 là có nâu và có đen. Q162 là có cả nâu với đen ạ. Đến tầm 63 cân. Đấy chứ ạ, 43 cân đến 63 cân đổ về em lên đơn. Đấy, quần có cả màu nâu, cả màu đen các chị nhá. Quần chất nó rất là mềm luôn, chất thun tâm cho em. Mã này là 110.000 một quần. Phải không nhỉ? 110. Quần 110.000 nhá, Q162 là 110.000. Bộ quần bò thủ em mặc 62 cân vừa chị, mặc XL cho em chị Hải Hoàng ơi, lấy đi có mấy cái XL thôi. Em ơi, còn quần đùi màu xanh lá không? Còn chị ơi. Quần sock có này, quần ngố có này. Đấy chứ, quần đùi có. Rồi quần là Q162 cho em. Q162 cộng số thoại. Quần này em khách hàng bao nhiêu chị còn chưa được chốt đơn mã này đúng không? Nhiều chị đăng kiện em còn chưa có hàng đây này. Thì hôm nay có thêm một ít nữa, các chị lên đơn nhanh nhá. Quần Q162 chốt giá tặng mọi người là 110.000 một quần. 110.000 một quần, các chị lên đơn hàng cho em. Kèm số điện thoại nhá. Đây là màu đen, còn em mặc là màu nâu. Đấy chứ, màu đen màu nâu các chị mặc nó rất thoải mái và nhẹ tênh luôn. Quần Q162 110.000 một quần, các chị lên đơn. 752 chị Điền Thị Dự có, Tuyết Trần có, Phạm Ngọc Bích ok. Các bác ơi, mẫu này em là nốt là cắt mẫu nhá các chị nhá. Còn chị nào chưa chốt đơn thì lên nhanh hộ em với. Chị yêu nào chưa chốt đơn mã này các chị lên nhanh giúp em với ạ. Quần Q162 là 110.000. Áo là mã KM26 202. Lên mã quần đùi đi ạ. Phạm Ngọc có này. Quần Q162 nhé các chị nhá. Nốt chuyến này em hết đấy. Phạm Hiền có, chị Lê Huyền chốt đơn hàng. Màu nâu màu đen các chị cứ lấy cả hai chiếc đi, cả nâu cả đen đi ạ. Lấy cả nâu cả đen luôn cho em.
quần Q162 và kèm theo số điện thoại là các chị chốt đơn hàng nhá. Tiếp theo lên các chị một cái mã áo nữa nhá. Lên cả áo nữa đi. Nhiều mẫu xinh. Cái chân váy đen của em đâu nhỉ? Biết ở khu đấy nhưng mà nó bắt đầu vào bắt đầu rồi. Lan xong để đây mà, chị treo ở trên đây mà. Có, trên này thì gọn sạch lắm. Thế đây ở cái khu đông đống rồi nhỉ? Rồi Q162 em lên mẫu nha. Đây, bác nào chốt áo đá báo đây. Khổ đặt mấy like không chốt được cái áo đá báo. Đây, báo đá đây, chị nào đang hỏi báo đá lên luôn nhá. Mã đá này các chị comment là đá 836. Đấy chứ ạ, đá 836 và kèm theo số điện thoại. Mã này bao tiền nhỉ? Con 836 này. 165.000. Đủ size MLX mã đá 836. Đấy chứ ạ, mã này đủ size. Đủ size của mã đá 836 các chị nhá. Đá báo cho em. Đấy chứ ạ, hơi có khoét ren cho em một chút. Mã đá 836 là 165, em có size các chị dưới 65 cân đổ về. Rồi quần này mình mua rồi nhọc nhẹ và mát lắm. Quần 162 đúng không? Mặc sướng mà. Quần ấy mặc được cả mùa đông cả mùa hè luôn. Nó nhẹ. Đấy chứ, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Chị Hoài Thu ạ. Q136. À Q162. Áo này là mã đá 636. Các chị comment chuẩn mã giúp em với, mình mới lên đơn được. Chị Thu Hà ok em chốt đơn hàng. S thì mặc 46 cân mà size S thôi. Mã này đá 533 cho em. À quên, đá 836. Đá 836 là 165.000 một áo. Em có 3 size là MLXL. 3 size MLXL. Các chị lên đơn hàng cho em là đá 836 và kèm theo số điện thoại. Chị Nguyễn Xuân lên số điện thoại chị ơi. Nguyễn Xuân comment số điện thoại giúp em. Chị nào chút cho được chip 4 các chị lên đơn nhá. Chip thần thánh nhá. Chip ghen bụng cho em bản to. Đây chị này. Quần này bán không biết chán tay luôn. Ok chị ạ. Quần này bán em thế luôn không biết chán tay luôn. Khách hàng đã mua rất là nhiều. Và các chị có thể tham khảo giá thị trường thoải mái. Cái quần chít ghen bụng nữa chị này. Quần chít ghen bụng các chị từ 40-60 cân. Mã sản phẩm cho là chít 4 á. Cách số điện thoại cho các chị đừng lấy dồn đơn luôn nhá. Các chị nhìn bảng màu của nó luôn này. Ok chị ạ, nhìn bảng màu giúp em. Mã này là 310.000 đồng. Em chút tặng mọi người trên live stream. Giá này em đảm bảo các chị giá thấp nhất. Giá thấp nhất thị trường luôn. Một bộ MK13 đá đen làm gì có báo nào đá đen đính đá trước ngực chị, lúc thì hỏi báo lúc thì hỏi đá đen thôi, em cũng lên theo yêu cầu đi nhá, bây giờ em cứ lên theo mã hàng em có đi, lúc nãy thì hỏi áo đá áo báo xong bây giờ lại đá đen, ôi cái gì ta, nhiều mã áo đá như em nhiều mã lắm, chị em tưởng chị hỏi áo báo, có chị nào đang hỏi áo báo nhỉ, áo báo này là mã là 165.000, đá ba đá 836, còn quần này các chị có phải là chip 4 nhé các chị nhá. Chip 4, em tặng mọi người là 310.000 một lố 10 quần. Giờ cạp to cho em này mặc thích cực kỳ luôn, chị nào đang mặc chip 4 nhà em chưa? Này, em bán mấy nghìn quần trong vòng 2 ngày đến 3 ngày. Ok chưa? Nhìn này. Xinh ơi là xinh luôn, em bao giá tất cả mọi người luôn, giá 310.000. Đó, các chị đang nhập xỉ giá có khi còn cao hơn em bán ra cơ. Em khẳng định luôn, các chị nhìn bảng màu này. Đấy chứ ạ, toàn bảng màu đẹp không các chị nhá. 310.000 một lố 10 quần. Đấy chứ ạ, chị nào có đơn hàng mình tách set 5 cái được. Chị nào có đơn hàng em tách set cho mọi người 5 cái được nhá các chị nhá. 5 cái là 155.000 à. 155.000 đồng 5 cái. 155.000 đồng cho em 5 chiếc các chị nhá. Lên đơn hàng của em là chip 4, rẻ quá nhỉ. Này xinh ơi là xinh luôn. 40 cân đến 60 cân nhá chị ơi nhá. 40 đến 60 cân em chốt đơn hàng. Cái gen nó mềm lắm. Mà giá ngoài trường các chị đang mua lẻ 60.000 một chiếc. 60.000 một chiếc tính ra 600.000 một lố. 600.000 một lố em tặng mọi người là 310.000 một lố luôn. Đấy chip xịn cho em. Mã chip 4 các chị nhá. Chip 4 và kèm theo số điện thoại ạ. Thế cái này không là cái gen là trước ngực cái là cái gì hả chị? Thế đây. Để cho các chị có gì thì nó hở thế nào không? Áo báo đính đá. Đá đen á. Báo đính đá đen trước ngực không có chị ơi, hết rồi. Em hết hàng rồi. Chị Nguyễn Giang ok chốt chip 4 nữa các chị nhá. Chip 4 là 310.000. 310.000 một lố. Để cho các chị cứ lấy cả lố mà.
Tại vì là thi thoảng mới về được quần này thôi. Các chị đợt trước là em hết hàng khá là lâu đấy. Nửa năm đúng không? Hay một hơn một năm ấy nhỉ? Lên set bò đi em, đợi mãi đâu nhỉ set bò rồi. Đây set bò đi bà Bích Thỏn ơi. Khổ em quên đấy. Đây em lên màu sáng trước nhé các chị nhá. Lên màu sáng trước. Bộ set bò này em thấy ngoài ta còn bán 400-500 nghìn thôi. Rồi 10 cái luôn. 155.000 năm cái, cả lố luôn cũng 310.000. Tại vì giá này em bán chốt giá số lượng thôi mọi người ơi. Đây ạ, các chị comment là bộ này là set bò. Set bò các chị nhá, comment của em là set bò đi ạ. Set bò và kèm túi điện thoại. Đây là màu sáng nhá, còn đây là màu đậm này. Màu đậm màu nhạt. Đây là màu đậm cho em và đây là màu nhạt nhá. Có 3 size SML. 3 size SML các bác mình lên đơn hàng ạ. Đây set bò đây. Mã này thì có 3 size SML các chị nhá. 3 size SML. Thì mẫu này sẽ đựng các chị tầm khoảng là 48 cân. Ok chị ạ, 48 cân đến tầm 62 63 cân đổ về. 48 đến 62 63 cân đổ về. Em tặng mọi người luôn là 300 mấy nhỉ? 350 à? Đó, 37 á? 350. Rồi 350.000. 350 một set bộ bò này các chị này. Các chị lên đơn hàng cho là set bò các chị nhá, set bò và kèm cho số điện thoại. Rồi chị 4 5 cái, chị nào có đơn hàng các chị 5 cái cũng được mà chị nào không có đơn các chị lấy cả lố luôn cho em nhá. Mã này cho là set bò cho em 350 một bộ. Ok chị ạ, rẻ hơn giá buôn là có thật luôn đấy. Các chị này. Để chị ạ, cả một set đấy 350. Màu này là màu đậm nhá, em mặc là màu sáng cho em, màu sáng với màu tối. Đấy, màu than với màu xanh thôi, màu than với màu xanh. Các chị lên đơn hàng cho là set bò và cách số điện thoại cho em 350.000 cho em một set. Ok chưa ạ, 350 một set bộ cho em ạ. Rồi 330.000 đi. Sửa lại cho em ạ, bán nốt 330.000 cho nó nhanh đi. Hết hàng luôn, cho nó hết hàng. 330 các chị yêu nhá, 330.000. Rồi bao giá cho mọi người được chưa ạ? Bao giá cho cả nhà mình chưa các chị ơi? SML 3 size, SML 3 size. Comment của em là set bò và kèm theo số điện thoại cho em 330.000 một set luôn các chị nhá. 330 một set bò. Đó, 330.000 cho em cả một set bộ như này. Rất là xinh luôn. Được chưa? Comment cho em xin mã hàng với số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn nhá. Được chưa? Bao VIP luôn bộ set bò này. Mình chọn cho em màu đậm với màu nhạt nhá. Đây em mặc là màu nhạt màu xanh đấy, còn đây là màu than. Đấy, có chị lấy luôn cả hai bộ hai màu mà. Được chưa? Em bao giá luôn, bộ này các chị mua ngoài 4-500. Được chưa? Nó phải tầm 480-500-550. Rồi em tặng nốt mọi người là 330.000 cho gọn mẫu nhá các chị nhá. 330.000 bộ set bò cho em. Bây giờ thử các chị màu than nhé các chị nhá, màu tối này. Các chị nào chốt màu nào mình lên màu đấy luôn, hoặc các chị mặc áo này với quần bò cũng đẹp này. Với lại là chân váy hay quần short ấy cũng đẹp luôn chứ không nhất thiết phải mặc cả set này. Áo này mix được rất là nhiều đồ luôn ấy. Đó, áo này này. Không nhất thiết phải mặc cả cây bò đâu. Áo này mix với quần bò này, quần jean này. Rồi là chân váy đều đẹp luôn. Rồi mấy hôm nữa các bác cứ đến với nhà em toàn áo gió xịn thôi. Áo gió hàng hiệu gần về hàng rồi, nhưng em chưa bán. Áo gió hàng hiệu nhà em về rồi mà em chưa bán. Các chị bảo mấy hôm nay không thấy Loan bán áo gió, nhưng mà thực ra áo gió nhà em đang để em đang về bù hàng rồi, đang để ở kho rồi. Đây, màu này màu đậm cho em nhá. Để chặn xét bò màu đậm cho em này. Đó, lên đơn hàng cách số điện thoại chỉ là các chị chốt đơn. Mỗi này em tặng mọi người là 330 nốt nha các chị nhá. 330.000 đồng. Cái chặn cũng rất là sâu luôn. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại chỉ là các chị mình chốt đơn hàng. 330 cho em nhá. Cái chặn trẻ trung năng động luôn. Chị Ngân Nguyễn cho em số điện thoại em kiểm tra đơn nhá. Rồi xì xét bò đủ màu size. Ok chị Châu Anh. Hình như lúc nãy có ghi số đúng không? Rồi xét bò 330. Em đó mọi người nhập được giá này luôn ấy, em thề. 330.000 các chị nhập xỉ không được luôn ấy. Được chưa? Em chốt cho mọi người giá đẹp luôn 330 em cắt mẫu luôn đấy. Đấy, chị Ngân Nguyễn nhá, cho em số điện thoại em kiểm tra đơn cho. Tiếp theo đây các chị mấy cái mã áo tỷ nhà. À đây có một cái set này cũng xinh này. Cái set viền này.
em sẽ set viền này luôn nhá. Set viền này luôn này. Cao vip luôn ạ. SML cũng có 3 size SML. Bác nào chốt set viền thì các bác lên đơn hàng. Set viền và kèm cho số điện thoại cũng có 3 size là SML. Các bác mình lên đơn hàng kèm cho số điện thoại ạ. Đây cũng có đen trắng hai màu nhá. Đen trắng hai màu cho em. Tách số điện thoại là các chị mình chốt đơn. Nào cái này mất với lại đi lại cái túi của nó. Lấy cho chị một cái túi này nữa. Mặc cái set này đeo túi vào cực xinh luôn. Đấy mà một cái túi này đi. Túi nhỏ nhỏ nhỉ. Con đi túi nhỏ nhỏ đây. Trời ơi, lại hết nước chấm luôn. Mã này có đủ size SML hết chị nhá. Mã này các chị có phải là em là set viền ạ. Set viền mà kèm số điện thoại. Rồi bác nào chốt set bò lên đơn nhá. Là có set bò em có hai màu đấy. Set bò có hai màu lần màu nâu đậm với lại nâu quên xanh đậm, xanh than ấy với lại màu xanh xanh nhạt. Còn bộ này em có hai màu đen trắng. Em sẽ cho các chị xem cái màu màu trắng trước cái nhiêu nhá. Mã này các chị tầm khoảng là 47 cân đến tầm 60 cân là em có size vừa. 47 cân đến 60 cân đổ về em có size vừa. Bộ này các chị ơi em tặng một người nốt là 320.000. Đúng không ạ? 320 em có SML 3 size. Em có cả màu đen nữa, màu đen màu trắng. Màu đen màu trắng hai màu cho em. Con này cực xinh luôn, chất đẹp nhá các chị nhá. Em tặng nốt mọi người là 320. Mã này các chị ôm em là set viền ạ. Set viền mà kèm theo số điện thoại. Ôi kiểu bộ viền ấy. Đây ạ. 60 cân thoải mái mặc size L cho em. 60 cân thoải mái mặc trên size L các chị nhá. Toàn bộ hàng VIP luôn các chị này. Em tặng nốt mọi người là 320.000. Đấy màu đen và màu trắng. Màu đen màu trắng cho em các chị lên đơn nhá. Set viền mà lên số điện thoại cho em 320. Các chị ơi phê chưa? Để chặn lên form đẹp các chị nhá. Lên form đẹp cho em. Lên mã cách số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn là set viền 320 em bao giá của thị trường luôn mã này ạ. Bộ này set viền cho em. Đó chị Liên Lương với 09 này. Cho em số điện thoại nhá. Chị bông kem ok. Lên quần thể thao lưới đi em thì chờ mãi. Trời quần thể thao lưới cái mã 809. 809 hay 808 mấy mã ngoài kia mã quần thể thao lưới. Rồi ok đợi em một chút nhá. Chị Liên Lương ok. Em chốt đơn. Thấy không? Rồi pha lưới có luôn 808 và 808 cho chỉ còn màu trắng thôi. Màu đen hết rồi. Màu đen làm gì còn hàng nữa mà báo màu đen. Cái đấy là mã gì đấy mà 818. Nhưng mà nó chỉ còn một cái màu đen thôi. Màu đen thế thì bán lên màu trắng thôi. Đúng rồi đấy, chạy ra ngoài kia kiểm luôn đi. Đấy chứ còn màu trắng cũng qua rồi. Vừa báo có màu đen xong. Rồi xét viền nhá, bây giờ lên thử các chị màu đen luôn này. Đây cũng có SML 3 size. Được chưa? Đây cũng có SML 3 size nhá. Bác nào chốt đen lên đen, chị nào chốt trắng lên màu trắng luôn cho em. SML 3 size, các chị lên mã hàng kèm theo số điện thoại ạ. Còn nguyên trắng thôi, tại vì hết tầng từ trước rồi. Đang chốt cái set viền đen các chị lên đơn. Cái mẫu này cũng SML 3 size. Mã này em cũng tặng một người nốt là 320 chị nhá. 320.000. Để chặn hàng Quảng Châu cho em siêu đẹp luôn 320. Mã này cho em là set viền màu đen. Set viền đen em lên túi từ lâu rồi. Bây giờ chị Bí Vàng hỏi em chưa lên túi à? Em lên lúc nãy rồi chị ơi. Lên túi rồi. Chị Phạm Yến ok, chị Chu Anh có, Nguyễn Thị Huyền có, Liên Lương ok. Mã này em có cả màu đen này các chị này. Đen với trắng hai màu. Ok chặn đen với trắng hai màu cho em các chị lên đơn hàng nhá. Mã này lên cho là set viền màu đen. Set viền màu đen cộng cho số điện thoại cho em 320. Siêu xinh luôn, lên form đẹp quá này. Khóa của nó khóa sườn đằng sau quá chị nhá. À khóa đằng sau quá chị này. Mã sản phẩm cho em là set viền ạ.
Set viền màu đen cộng theo số điện thoại các chị ơi, lên eo đẹp chưa? Chị chặn lên form đẹp nhá. Quần này cặp cặp có hơi cao cao một chút. Ghen bụng cực tốt luôn, tại vì áo nó dáng ngắn nên quần nó sẽ là cặp cao. Mã sản phẩm là set viền cộng số điện thoại cho em. Sạm yến chúc màu đen size M, món này có SML. SML nó lên quần lưới. Cái quần lưới chị còn cái mã 808 chỉ còn màu trắng thôi. Mã 808 quần lưới chỉ còn màu trắng nhá. Đây còn 3 cái XL, có đâu là còn màu trắng. Quần lưới thì hàng Quảng Châu này các chị này. Dạ ML, XL 3 size. Hay là SML ấy nhỉ? Phải không nhỉ? Cái phúc trắng này có cái treo kia hay sao ấy? Thì nó chỉ không có cái treo, đỡ phải dở ra. Không phải, thế thì cái này còn chưa có treo hàng ra. Chưa treo ra, cái này có màu trắng thôi. Rồi đây. Mã này của em là pha viền nhá chị nhá, pha viền cho em này. Lên mã sản phẩm cho em là quần Q808. Được chưa? Siêu xinh luôn. Pha lưới cho em vào cái chỗ này nó sẽ hở các chị này, dưới chân nó sẽ hở cho em các chị nhá. Mã này có 3 size là MLXL, 3 size MLXL 40 cân. Từ khoảng là 43 cân nữa chị nhá, 43 cân tầm 60 cân đổ về em chốt đơn. Cái quần trắng này nó nếu mà các chị sợ hở thì không lo luôn, tại bên trong nó có một lớp nữa. Lớp đùi nữa như này. Được chưa? Bên trong có một lớp đùi luôn, các chị mặc không bị hở luôn. Mã hàng cho em là Q808. Q808 cho em MLXL 3 size. Chốt đơn các chị từ khoảng là 43 đến 60, 62 cân tùy chiều cao. Em tặng mọi người là 199.000. 199.000 đồng để trong cái áo trắng kìa. 199 ạ. Đây là nguyên quần nhé, còn áo em mặc là len mông tơ ghi. Áo em mặc là len mông tơ ghi, quần là mã Q808. Quần là Q808 nhé. 199 cho em một quần. Quần là 199.000. Đó các chị lên đơn hàng. Còn áo là 179. Áo là 180 chị ơi, áo là 180.000. Đấy, áo em mặc là mã KM61. Áo em mặc là KM61 là len mông tơ ghi. Còn quần thể thao em mặc là mã Q808. Áo em mặc là mã Q808 nhé các chị nhé. Quần có màu đen XL thôi. Quần là Q808. Bác nào mặc XL các chị tầm 55 đến tầm 60, 62 các chị lấy màu đen XL cho em còn 3 chiếc. Còn 3 chiếc màu đen, tôi lấy em 3 chiếc màu đen. Quần Q808, áo em mặc là mã KM61 nhá. KM61 kèm số điện thoại đấy, 808 màu đen này. Nó giống như cái quần em mặc cái này, nhưng mà nó là màu đen nhé các chị nhá. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho em. Có màu đen đây, chị mà size XL, còn size to thôi. Còn em hết rồi. Còn một cái size M này. Một cái size M và 3 cái XL. Còn màu trắng thì đủ size. Trắng đủ size là MLX. Rồi, phải chốt cho chị ngay nhé. Loan mấy bộ set trước, không được chồng chị nhận set 4 đẹp. Ai cũng khen mặc đồ nhà em, đi đâu ai cũng hỏi. Em cảm ơn chị Phạm Yến. Quần Q808, bác nào lấy màu đen đi. Còn một cái màu đen size M này, với lại 3 cái màu đen size XL. XL các chị tầm thoải mái tầm 55 cân đến tầm 60-62 cân. Đó, đây màu đen này ạ. Bên dưới của nó kiểu cách nó rất là đẹp luôn các chị nhá. Đây là hàng Quảng Châu. Mã sản phẩm là Q808. Đấy chứ ạ, Q808. Đây các chị lên bên dưới này. Cái phần viền nó là pha gen các chị nhá. Pha gen lưới này, bên dưới của nó sẽ hở. Bên dưới của nó hở cho em. Đây. Kiểu này, hàng này em có đăng bài đấy. Em có đăng bài luôn. Đấy chứ, mã hàng là Q808. Q808 199. Áo là 108, quần là 200. Quần chất kiểu là gần như kiểu chất gió. Đấy chưa? Quần như kiểu chất gió ấy, quần dáng thể thao cho em. Áo là 108. Áo là mã gì nhỉ? Thôi nghỉ nhá các chị nhá. Đấy chứ, em nghỉ thôi, hẹn các chị like sau nhá. Em nghỉ đây, áo là KM61. Thôi mai em lên. À thôi, để like sau em lên mặc áo này đi. Lên một tôi ghi đẹp lắm. Chạy lên một tôi ghi xịn.
Ok, mai em gọi điện trực tiếp cho chị nhé. Chị Châu Anh, ok, chị Huyền có lấy số Zalo rồi đúng không? Rồi bên em nếu mà xỉ nhà em làm việc qua Zalo nhá. Trừ khách xỉ nhà em làm việc qua Zalo thôi, còn khách lẻ nhà em đa số 100% là gọi điện chốt đơn. Chứ nhà em không làm đơn lẻ qua Zalo các chị nhá. M thoải mái tầm 52 cân. M 52 cân, em 52, em 53 cân em mặc được cái này. Đấy chứ ạ, thì mình quần thể thao các chị em mình mặc phải có độ rộng rãi một chút. Nhiều mẫu lắm các chị ơi, một like không lên được hết đâu. Thì hẹn các chị like sau em lên tiếp mẫu nhá. Bây giờ nghỉ thôi. Bye bye các chị yêu nhá.